Ok, rồi xin chào tất cả anh chị em, chúng ta đã đến với buổi livestream trong buổi tối ngày hôm nay trong cái group về hành trình người xuất chúng. Và trong cái hành trình mà chúng ta đến nay là hôm nay là ngày thứ sáu, và buổi thứ sáu này thì chúng ta sẽ đến với một người leader rất là mạnh mẽ và đã tham gia cùng với chúng ta đến nay cũng là được 3 năm. Và anh Tâm là cũng là một người mà làm về marketing rất là tốt, và anh là đang đứng chính trong các cái chương trình huấn luyện về marketing online ở trong team của chúng ta. Và anh cũng có một cái đội nhóm cả thành phố Hồ Chí Minh và cả Hà Nội rất là mạnh mẽ. Và trong buổi tối hôm nay thì anh sẽ đến đây để cùng chia sẻ với chúng ta về câu chuyện làm thế nào để anh ta có thể có được một cái đội nhóm vững mạnh và có được cái thành công giống như ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng dành cho nhau một tràng pháo tay để chúng ta chào đón anh Nguyễn Minh Tâm. Xin mời Tâm. Rồi, cảm ơn anh Linh. Lần đầu tiên được MC, tức là lần đầu tiên được MC đẹp trai cũng chính là người thầy của mình trong rất là nhiều năm qua giới thiệu về bản thân mình. Và cảm thấy ngay hiện tại thì Tâm cảm thấy rất là vui và hạnh phúc và biết ơn các chị. Và lần đầu tiên thì cũng gửi lời cảm ơn đến người thầy của mình cũng như là người thầy của anh chị em chúng ta là thầy Lê Chí Linh, và đã cho Tâm cái cơ hội ngày hôm nay để có thể được ở đây để chia sẻ về cái câu chuyện của mình và một chút cái kinh nghiệm của mình khi mà mình kinh doanh với online và kinh doanh với công việc với Nu Skin trong những cái thời gian vừa qua. Và để mà nói về cái hành trình mà mình cùng với thầy Linh trong những thời gian vừa qua các chị, thì Tâm gặp thầy Linh thì cái năm đầu tiên mình gặp thầy Linh nhá là mình gặp vào gần cuối năm 2014 các chị, và đến nay cũng là gần 5 năm rồi. Và trong 5 năm đó thì gần như là thầy Linh biến mình từ một người gọi là rất bình thường các chị, rất bình thường, và hiện tại thì mình có được cái kết quả thì đây là người thầy là một trong những người thầy lớn nhất trong cuộc sống của mình. Vậy và xin chào chị Anh Thư, xin chào anh Nguyên, xin chào tất cả mọi người. Và để mà bắt đầu trong buổi ngày hôm nay thì Tâm ở đây thì cũng có nhiều anh chị em mà chúng ta đang theo dõi livestream và lần đầu tiên mà chúng ta làm quen với nhau, nên là Tâm sẽ giới thiệu một chút về cái câu chuyện cũng như là bản thân của mình để trước khi chúng ta bắt đầu. Và Tâm cũng sẽ xin phép được xưng là tên cùng với các anh chị nhé, bởi vì chúng ta ở đây thì có độ tuổi khác nhau, Tâm sẽ xưng là tên và các anh chị. Và đối với Tâm các chị thì Tâm vào Sài Gòn từ năm 2011 các chị, thì đó là cái năm mà mình vào Sài Gòn và Tâm đi vào để thi đại học, học đại học đấy các anh chị. Thì mình kể một chút câu chuyện của mình, thì năm lớp 10 thì gia đình của Tâm nó có gặp một cái cũng có thể gọi là một biến cố các chị. Bởi vì đó là cái giai đoạn mà người mẹ của mình thì bị một cái căn bệnh về thoái hóa, và cái thời điểm đó thì cái bệnh đó nó nặng lên các chị. Và khi mà mẹ của Tâm mà đi đến các cái bệnh viện để chữa đó thì bác sĩ họ nói là sẽ không chữa được, bởi vì đây là một cái căn bệnh thoái hóa nặng rồi. Và sau này thì mẹ của Tâm cũng sẽ không có thể lao động được những công việc như trước đây mẹ Tâm làm, như là đi buôn bán hay là đi ở chợ nữa. Thì khi đó thì cái kinh tế của gia đình của mình các chị thì nó cũng gọi là đi xuống các chị, nó cũng đi xuống. Và kể từ thời điểm đó thì mình mới thực sự ý thức được về cái việc là sau này thì mình phải thành công các chị. Và đến cái năm mà Tâm học lớp 12 các chị, khi mà mình thi đại học các chị, thì mình cũng gọi là trong đầu mình nó có một cái đấu tranh các chị, là không biết là mình sẽ thi đại học để học hay là mình sẽ bước chân vào một cuộc sống để mình sẽ đi làm kinh doanh ngay các chị. Bởi vì ngay ở thời điểm đó thì mình đã có một cái máu là mình sẽ đi làm kinh doanh này các chị, và mình không biết là mình có đi nên đi học hay không, nhưng cuối cùng thì mình vẫn quyết định là mình vào bay vào Sài Gòn và học các chị. Và cái ngày mà Tâm vào Sài Gòn học thì mình nói với bố mẹ của mình là bố mẹ cứ yên tâm, thì khi mà con thi thì chắc chắn là con sẽ đậu, mình cứ tự tin như vậy trước các anh chị. Và mình khẳng định cái điều đấy, và đôi khi đó là một cái lời khẳng định mà nó khiến cho mình phải ôn luyện ngày đêm trong cái cuộc chiến về thi đại học các chị. Và sau đó thì mình cũng đậu cái trường đại học, thì nhưng mình ấp ủ trong đầu mình, luôn ấp ủ trong đầu của mình các chị là làm thế nào á để mình có thể kiếm tiền thật nhanh. Bởi vì cái ngày cuối cùng đó thì khi mà Tâm nói với bố mẹ của mình là bố mẹ yên tâm và con sẽ đậu, thì trong đầu của mình khi đó thì mình tự nói với chính bản thân mình nhé, là con sẽ thành công thật nhanh để làm gì ạ, để con sẽ chữa được cái căn bệnh ở trên cái tay của mẹ. Và mình tự nói cái điều đó ở trong bên trong con người của mình. Và ngoài ra thì Tâm còn có một cái ước mơ đó là gì ạ, bởi vì nhà mình thì theo đạo Công giáo các chị, thì Tâm có một cái giấc mơ là mình sẽ cùng với đưa gia đình của mình đi sang Vatican các chị, và đi sang và gặp Đức Giáo Hoàng ở đấy. Và mình có một cái niềm tin rất lớn là khi mà bố mẹ của mình được thực hiện một cái giấc mơ trong cuộc đời như vậy thì nó sẽ có những cái điều kỳ diệu nó xảy ra các chị. Và đó là cái giấc mơ của mình khi mà mình bước chân vào Sài Gòn. Và mình mang trong đầu mình một cái tâm thế các chị, là làm thế nào đó để mình phải đi kinh doanh, mình phải kiếm tiền nhanh, mình phải kiếm tiền thật nhiều lên các chị. Và chính vì cái suy nghĩ đấy
thì nó khiến cho mình gọi là ngay từ những cái kỳ đầu tiên của năm học đại học mình đã đi trải nghiệm qua những công việc rồi. Và trong suốt cái quá trình mà khoảng hơn 2 năm đầu tiên các chị, gần 3 năm đầu tiên thì mình trải qua rất nhiều những cái công việc các chị. Cái công việc đầu tiên mà mình tâm làm thì đó là cái công việc về gọi là giữ xe các chị. Mình trải qua 21 ngày giữ xe đi làm thuê các chị. Và sau 21 ngày đấy thì mình may mắn là được tiếp quản một cái công việc kinh doanh về quản lý quán cà phê của cái người cô chú ở xa của mình các chị. Bởi vì trong cái quá trình mà Tâm đi xin làm giữ xe như vậy thì mình xin ở nhờ cái nhà cô chú của mình. Và thông qua cái cách mà mình làm việc cũng như cái cách mà mình làm việc, mình sinh hoạt ở đấy các chị, thì có thể là cô chú của mình nhìn ra một cái điều gì đó và cô chú nói là dừng công việc quán ở cái bãi giữ xe và về và làm cái quản lý cái quán cà phê cho cô chú. Và sau đó thì mình về và mình lần đầu tiên thì mình được trải nghiệm cái kỹ năng của một người quản lý các chị. Và khi đó thì mình nhớ là cái quán cà phê đấy thì nó gồm có sân vườn và cả bên trong các chị. Và nó có đội ngũ khoảng 18 nhân sự, gần 20 nhân sự các chị. Là nhân sự về cà phê cũng như là nhân sự về nhà hàng ăn ở đó. Thì mình có được cái thời gian là trải nghiệm là gần nửa năm với công việc đấy. Và sau đó thì nó có một cái sự cố là ở về cái quán đó thì cô chú không còn làm được nữa, nên là mình cũng gọi là trở về. Và khi đó thì Tâm mới bắt đầu gọi là mình mới tự bước chân trên con đường của mình. Và mình chính thức là mình nghĩ thấy là mình phải đi làm kinh doanh các chị. Và từ đó trở về sau thì mình không còn đi làm công cho bất kỳ ai nữa. Và kể từ thời điểm đó thì những công việc mình trải qua thì mình luôn tự đi bán hàng các chị. Lần đầu tiên thì mình bán những cái hàng về quần áo, về thời trang. Rồi sau đó là có những cái khoảng thời gian là mình đi trải nghiệm, mình đi bán hàng rong ở ngoài các chị. Bán cả bánh tráng, rồi là làm những cái vòng tay, rồi là dây chuyền các chị. Mình đi bán, mình đi đến từng những cái công viên, những quán cà phê, những cái trung tâm thương mại và mua sắm, mình bán trong đó các chị. Và nó có những ngày mà mình có cái mức lợi nhuận các chị nó khoảng gần 1 triệu cho một ngày trong cái khoảng thời gian đó, thì nó rất lớn đấy các chị. Và đó là những cái kỹ năng đầu tiên khi mình bước chân vào đời. Và đến năm 2013 thì mình sau rất nhiều những công việc mình đổi qua các chị, mình bán mỗi thứ mình làm một ít các chị. Bởi vì trong đầu của Tâm có một cái suy nghĩ là gì ạ, là làm thế nào để phải kiếm tiền thật nhanh và thật nhiều. Và mình tin là chính vì cái suy nghĩ đấy nó khiến cho mình đổi qua rất nhiều công việc và không cái việc nào mình làm trọn vẹn cả các chị. Và đó cũng chính là cái lý do mà nó khiến cho mình có những cái trải qua những cái thất bại trong công việc. Và nếu mà các anh chị em nào mà có cùng cái suy nghĩ giống như mình ấy, là mình luôn phải gọi là vội vàng trong cái việc là kiếm tiền nhanh, kiếm tiền nhiều, thì các chị có thể ghi xuống được không ạ? Và chúng ta cũng trải qua nhiều công việc hay là trải qua nhiều những cái thất bại, chúng ta có thể comment xuống đúng không ạ? Ok, thì sau cái khoảng thời gian đấy thì năm 2013 các chị, nó là cái khoảng thời gian mà mình đang gặp những cái bế tắc trong cuộc sống các chị. Bởi vì mình đi làm hết công việc này đến công việc kia, và 2013 thì Tâm đang làm cái công việc là đi tiếp thị các chị. Và khi mình đi làm tiếp thị như thế thì có một khoảng thời gian mình gặp khó khăn về tài chính. Và mình nhìn lại gần hơn 2 năm, gần 3 năm ở Sài Gòn thì mình nhìn thấy là mình cũng chưa làm được cái điều gì cả, cũng chỉ tự lo được cho bản thân mình thôi. Và mình mới đặt một câu hỏi là vì sao mà mình nỗ lực như thế và nó không đạt được cái kết quả. Vậy thì khi đó thì mình mới tìm đến một cái chương trình đào tạo về tư duy. Và cái chương trình đó thì mình gặp được cái người thầy đầu tiên mà đào tạo mình về tư duy cho cuộc sống. Và lần đầu tiên thì Tâm nghĩ được nghe một cái câu là gì ạ? Là cái thành công của bạn á, là cái tư duy của mình đến đâu thì thành công đến đấy. Và cái mức độ tư duy của mình nó quyết định cái số tiền mà mình kiếm được. Và khi đó mình mới hiểu được một cái điều là sự phát triển bản thân nó quan trọng như thế nào các chị. Và khi đó thì người thầy của mình nói với mình một điều là gì ạ? Là cái động lực á, nó chỉ là thứ giúp chúng ta bắt đầu thôi. Còn những cái thói quen trong cuộc sống nó mới quyết định cái sự thành công của mình. Và khi đó thì mình nhìn lại về những thói quen trong tiềm thức của mình, và đặc biệt là trong cái khoảng thời gian mà mình đang gặp khó khăn đấy, thì đầy dẫy những cái thói quen về tiêu cực các chị. Tức là đôi khi mình chán nản, mình có thể đi ngủ, mình có thể đi nhậu, mình có thể gọi là đi theo anh của mình ở dưới ở quận 8 đấy các chị. Mình theo anh của mình đi nhậu này, đi chơi, rồi là đó những lúc mà mình chán nản và mình đôi khi mình tiêu cực với bản thân mình trong cái thời gian đấy. Thì mình nhận ra được là ồ, mình có quá nhiều những cái thói quen nó không được tích cực các chị. Và khi đó thì mình học về 7 thói quen và những cái thành đạt của Stephen Covey. Thì khi đó mình mới bắt đầu thực hành và bắt đầu thay đổi những thói quen. Và ở đây thì nếu mà chị nào đã từng thay đổi một cái thói quen nào đó, có thể là một thói quen về dậy sớm, hay là cái thói quen là mình phải nói tích cực, hay là mình phải ngồi xuống mình ghi lại những cái việc mình làm trong ngày, hay là phải review cuối ngày, hay là tất là tất cả những cái thói quen đấy, thì nếu mà chúng ta chưa từng làm thì chúng ta có thể comment xuống về cái cảm nhận của mình đúng không ạ? Đối với Tâm thì đó là cảm nhận nó rất kinh khủng khi mà thay đổi những thói quen, các chị đồng ý với thầy Linh? Dạ, chính xác. Trong cuộc sống của mình thì anh Linh đã từng thay đổi về những cái thói quen nào chưa?
chắc là rất nhiều thay đổi rất nhiều, dậy rất sớm nhiều. Và cái cảm giác những cái ngày đầu tiên mà thay đổi cho thói quen đấy thì sao? Đó là kinh khủng. Ok, mà anh chị em nào có cùng cái trải nghiệm cùng với Tâm cũng như là với thầy như thế, chúng ta có thể comment xuống luôn ạ. Tức là cái việc của chúng ta thay đổi một cái thói quen nào đó thì nó là một cái thách thức mà chúng ta phải vượt qua. Và bắt đầu thì Tâm bắt đầu thay đổi những thói quen các chị. Ok, và sau đó thì mình thay đổi những thói quen mà mình học được về 7 thói quen của những người thành đạt. Và mình cảm thấy là ồ, hình như là đây nó là một cái công thức, là một cái con tàu để mình có thể gọi là tiến đến cái mục tiêu của mình đặt ra với các chị. Và mình cảm thấy đầy tự tin và hào hứng và lại quay trở lại cuộc sống và lại chiến đấu. Và khi mình chiến đấu một khoảng thời gian nữa thì nó lại sắp hẳn như bình thường các chị. Bởi vì cái đó mình hiểu ra là giữa cái kiến thức và kết quả đó thì nó cách nhau bởi sự trải nghiệm. Và mình vẫn phải tiếp tục trải nghiệm các chị. Và tiếp tục trải qua những cái thất bại, những cái trải nghiệm. Đó, thì nếu mà anh chị nào có những cái điều tương tự chúng ta có thể comment xuống. Tức là chúng ta từng học một cái điều gì đó rất hay và khi quay về cuộc sống áp dụng thì cảm thấy là đời không như là mơ. Đúng không? Bởi vì giữa kiến thức và kết quả nó cách nhau được một cái khoảng là trải nghiệm, cái khoảng được gọi là trải nghiệm. Và sau cái khoảng thời gian mình lại tiếp tục loay hoay với cuộc sống thì cơ duyên gọi là nhưng ở Tâm thì các chị, mặc dù mình có những cái khó khăn, những cái lần mà mình lên xuống như thế, nhưng trong đầu của mình các chị nó vẫn có cho mình một cái khát khao về cái mục tiêu của mình, nó vẫn có cho mình một cái khát khao về cái mục tiêu của mình. Và dù cho thế nào đấy chứ nữa, và nó mà Tâm chia sẻ là có những khoảng thời gian mà mình bế tắc trong cuộc sống, là mình không tìm được cái lối đi, đó là mình nằm ở trên cái bàn và mình nhìn lên trần nhà các chị, và mình nằm một buổi chiều đó mình không biết là mình nghĩ cái gì, và cái đầu của mình nó trống rỗng trong một buổi chiều đấy, và nó có nhiều buổi chiều liên tục như vậy các chị. Và sau đó thì nó lại là một cái cơ duyên, nó đến từ cái khao khát của mình. Thì mình lại có một cái cơ duyên gặp được một người thầy thứ hai trong cuộc sống của mình. Cũng là người thầy gọi là có thể là một người thầy lớn nhất trong cuộc sống của mình. Và chính là người thầy của chúng ta. Đó là anh Linh. Và đó là cái khoảng thời gian mà gần cuối 2014 các chị. Thì khi mà anh Linh về Việt Nam vào giữa 2014. Thì vào tháng 10 2014 thì anh Linh mới tổ chức ra những cái chương trình về tuyển dụng về trợ lý huấn luyện. Và sau đó thì mình mới ứng tuyển vào cái vị trí trợ lý huấn luyện. Bởi vì là mình thấy là anh Linh dạy rất nhiều trong đấy. Từ gọi là giao tiếp, thuyết trình, làm việc đội nhóm, đến kinh doanh online, đến gọi là có những cái dự án để có thể gọi là kiếm được hoa hồng và rất nhiều thứ các chị. Và cái đó mình ứng tuyển vào thì mình học được cái lớp đầu tiên là cái lớp về thuyết trình các chị. Và khi đó thì mình gọi là bén duyên với người thầy của chúng ta. Hồi đó thì không biết mặt anh Linh đâu, khi mà thấy cái vé đó thì thấy một cái dấu hỏi. Thấy là có thầy Cao Minh này, thấy gọi là anh Nguyễn Văn Phúc này, và người thứ ba là Lee Robert, và một dấu hỏi mà mình bảo là không biết cái ông này có dấu hỏi là cái ông nào. Và khi mà đến thì mình gặp anh Linh, mình gặp người thầy chúng ta, thì mình có một cái ấn tượng ngay từ đầu về cái năng lượng của sự quyết liệt của người thầy của mình các chị. Và khi đó thì Tâm nhớ là cái khoảng thời gian đó thì mình cũng lại đang gọi là có một khoảng thời gian mình đang đau cái tinh thần các chị, và giống như là mình được gặp lại một cái ngọn đuốc và nó châm lại cho mình rồi đó. Và khi đó mình bảo là đây là chính là cái môi trường của mình. Và Tâm nhớ cái lần đầu tiên khi mà một cái người chị trợ lý của anh Linh, là cái chị Lụa ở thời gian đấy, mà gọi điện báo cho mình là em đã trúng tuyển vào trợ lý huấn luyện, thì nó giống như kiểu là mình nhận được một cái công việc của một công ty nước ngoài nào đó các chị. Nó sướng như vậy, nó sướng quá, và khao khát gọi là mong chờ cái cảm giác là ngày đầu tiên được lên và gặp anh Linh và gặp mọi người đó. Thì những cái khoảng thời gian đầu tiên mà gặp anh Linh các chị thì liên tục là những cái khoảng thời gian để rèn luyện, để huấn luyện. Và Tâm nhớ là có những cái lúc mà mình gọi để tư vấn về những cái khóa học đó, thì bốc cái điện thoại lên và mình không biết là cái người này, là cái số điện thoại nó đến từ đâu đấy. Có khoảng chừng list khoảng vài trăm cái số điện thoại. Mà bốc lên gọi thì mục tiêu của mình là gì ạ? Là bởi vì thường là gọi không có ai biết là vì sao mình lại có số của họ hết. Và khi mình bốc lên mình gọi các chị, thì mình được luyện một cái tinh thần là gì ạ? Là không quan trọng họ có biết mình hay không, không quan trọng mình có sản phẩm gì, mình có khóa học gì, quan trọng là phải nói chuyện được với họ đã. Thì mình nhớ, còn nhớ gì in là những cái lúc đó mình gọi cho những cái người là mình nói là mình nói có phải chị Linh không chị, ví dụ chị Linh đi, à dạ đúng nghe, ủa chị Linh em là Tâm này, ủa Tâm nào, trời Tâm mà hôm bữa mà chị có quan tâm cái khoa học đâu, có cái khoa học nào đâu, ờ thôi chắc là có thể em lộn chị Linh nào đấy, nhưng thưa chị chứng là sao quen rồi thế này thế kia rồi mình bắt chuyện, rồi mình hỏi thăm, rồi là chuyển đổi họ để gặp, rồi là để đưa về khóa học. Thì nó có những cái trải nghiệm mà hồi đó là trải nghiệm là gì, là không được cúp máy trước khách hàng.
thì mình có những trải nghiệm đầu tiên trong cái việc là mình làm telephone sale và được người thầy của mình huấn luyện các chị, và liên tục là những cái buổi truyền động lực, là những buổi đào tạo về NLP, về tư duy, về rất nhiều thứ, và nó khiến cho mình các chị có được cái sự chuyên nghiệp và cái năng lượng để mình cày các chị. Và cuối cùng thì sau một thời gian rèn luyện thì cơ hội kiếm tiền cũng đến, và một ngày thì nhận được cuộc gọi của anh Linh là sáng mai có bạn ở lúc 5 giờ sáng ở lại văn phòng. Họ làm gì anh? Bảo là có công việc là có thể kiếm được 500.000 một ngày. Nếu mà 500.000 lúc đấy là cũng to lắm các chị. Và ngay lập tức là ngay lúc đó là 5 giờ sáng, mình nhớ là mình có mặt sớm 10 phút, là 5 giờ cả 10 mình có mặt rồi. Và sau đó là một vài lúc sau thì có khoảng 6 bạn nữa, là tầm 7 bạn. Thì cuối cùng khi mà bước vào căn phòng các chị, thì mình thấy một cái bao gì đó rất là lớn, có vải bóc gì đó. Và sau đó thì mở từng cái bao ra thì nó là quần xịp nam các chị. Và cứ về đổi và bảo là kiếm tiền 500 một buổi. Thì mình bảo ồ thế bán cái này mà kiếm được 500 một buổi hả? Sau đó anh Linh mới ngồi vẽ ra chiến lược, rồi là kế hoạch rồi là để mà đánh bật đi cái nỗi sợ, cái ngại trong cái việc là bán quần xịp. Thì quần xịp nó cũng chỉ là vải thôi, nếu mà nó được may thành áo thì chúng ta sẽ mặc, rồi là rất nhiều cái các chị, mình cảm thấy rất hợp lý. Và sau đó thì mình gọi là cùng cái đội quân bán quần xịp các chị ra ngoài và bắt đầu đi bán quần xịp các chị. Và Tâm nhớ cái buổi đầu tiên đó thì anh Linh giao cho Tâm với một bạn là tên là Duy, Đoàn Thanh Duy, là lead cái đội này. Và mình ôm cái bịch quần xịp, mỗi thằng một bịch các chị, ra ngoài mà hỏi thế bây giờ bán sao. Anh em nó hỏi mình bán sao, thì cứ chào rồi chẳng thấy ai mua cả. Thế bây giờ anh em thì nó cứ hỏi, thế chuẩn điên quá rồi, bung ra cái gì, bung ngay 5 cái quần xịp, một bên mỗi bên 5 cái, và bắt đầu quay hàng công ty khuyến mãi, và mình nhớ cái cảnh tượng là người ta bu đen mà người ta không biết là khuyến mãi cái gì, đúng không? Thì cái trải nghiệm đầu tiên của mình là gì, là khi mà mình không biết phải làm thế nào thì nghĩ được cách nào thì làm cách đấy, và tự nhiên nó hiệu quả các chị. Và ngay cái buổi đầu tiên đó thì mình nhớ là mình bán được gọi là hơn 13 triệu tiền quần xịp các chị, hơn 13 triệu thì lúc đó thì nó khoảng hơn 500 cái trong một buổi sáng ở cái chợ thị nghè các chị. Và cái buổi đầu tiên đó thì mình nhớ là cái tiền mình được nhận nó cũng khoảng gọi là gần 500.000 trong buổi đầu tiên đó, đúng 500.000 thật đó. Thì mình có niềm tin các chị, và đôi khi là cái kết quả đấy thì nó làm cho người thầy của chúng ta là có thêm động lực. Sau đó anh ấy tuyển những cái lớp gọi là về thuyết trình, muốn học bán hàng thì sao bán quần xịp, học thuyết trình học bán hàng sao bán quần xịp. Và mình nhớ là mình được gọi là dẫn những cái đội ngũ đi bán quần xịp trong vòng cả 6 tháng trời các chị, đi dọc các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh, và có rất nhiều những cái trải nghiệm về đội ngũ, về 3 giờ sáng ngồi nhắn tin là em ơi ngày mai đi bán nha, rồi là 5 giờ sáng dậy xếp, nếu 5 rưỡi là xuất phát tại nhà. Thì nó có những trải nghiệm trong vòng 6 tháng nó rất tuyệt vời các chị. Và Tâm nhớ là trong khoảng thời gian đấy thì cũng có những người anh em mà được ở chung căn nhà với người thầy của mình. Và với những anh em mà chúng ta gọi là có sự cam kết đó, thì thầy cho ở ké ở nhà các chị, và cũng không thu phí gì luôn, thì mình cũng rất là biết ơn cái khoảng thời gian này. Và cứ làm việc rồi là dậy đi ra ngoài chợ, rồi dẫn các bạn đi làm. Thì cái khoảng thời gian 6 tháng đó mình cảm thấy rất là trân trọng các chị. Bởi vì trước đó thì mình gần 3 năm trời mình tự trải nghiệm một mình các chị. Và 6 tháng đấy thì mình lần đầu tiên được trải nghiệm là dẫn dắt một đội ngũ nó như thế nào. Nó như thế nào các chị? Dẫn mấy chục người ra một cái chợ và bắt đầu chia quân làm chiến lược bán ở chỗ này chỗ kia, mình cảm thấy rất là đã, rất là vui các chị. Và sau khoảng thời gian đấy thì sau 6 tháng đấy thì mới anh Linh mới gọi là có những cái dự án về kinh doanh online. Và sau 6 tháng đấy thì mới anh Linh mới tổ chức cho một cái công ty về dịch vụ quảng cáo và đào tạo những cái lớp học. Và khi đó thì anh Linh bắt đầu tuyển chọn những cái người leader để có thể theo người thầy của chúng ta và làm những dự án đấy. Thì Tâm và một số bạn là một trong số những cái người còn lại sau cùng, ở lại sau cùng để vào cái dự án của thầy. Và khi đó thì mình mới chính thức gọi là giống như là 6 tháng đó là 6 tháng thử thách vậy đó. Và sau 6 tháng đấy thì mới được học chính thức về những cái kiến thức về đội nhóm này, về kiến thức về thuyết trình này, những cái kiến thức về kinh doanh online này, rồi là về tư vấn, rồi là rất nhiều thứ các chị. Và khi đó thì giống như cuộc đời của mình nó bắt đầu sang trang các chị, nó sang trang về một cái sự chuyên nghiệp, đúng không? Và trước đấy thì nó giống như kiểu là mình là những kỹ năng đường phố thôi, mình tự phát triển, mình tự trải nghiệm, mình tự làm theo kiểu là rừng rú nhất có thể, làm bất cứ một cái cách nào có thể. Và sau đó thì khi mà mình được chính thức được hướng dẫn từ người thầy của mình, và bắt đầu mình có những cái trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời của mình về sự chuyên nghiệp các chị.
Và mình có nhớ là những cái hình ảnh là những cái khoảng thời gian khi mà người thầy của mình chạy bỏ rất nhiều tiền ra chạy quảng cáo về, đổ về những cái form là những khách hàng doanh nghiệp và giao cho những bạn trẻ, thời gian đó là toàn những anh em mà 20, 21 tuổi, 19 tuổi, và giao cho anh em để tư vấn. Và ok, báo thức tuyên bố mục tiêu. Ok, xong cái này thì chúng ta sẽ đi tuyên bố các chị. Yeah. Ok, và mình nhớ cái khoảng thời gian là khi mà thầy cho anh em đi tư vấn thì hỏi thầy, ơ thì anh bây giờ tư vấn sao anh? Anh bảo, anh cũng không biết. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Thì bây giờ cứ làm đi, làm trước rồi tính sau. Thế là cái tính của mình thì nó cũng hay cẩn thận ấy chị. Thế là mấy lần mình ngồi mình bắt đầu mình đi soạn bài, mình tự soạn bài, mình tự viết ra những cái quy trình để tư vấn. Sau đó khi mình tư vấn thì bắt đầu mình lại thay đổi, sau đó mình chỉ lại cho các anh em khác. Thì bắt đầu nó ra những kết quả các chị. Thì trong suốt những cái năm tháng mà mình làm với thầy Linh ấy chị, thì khi mà hỏi một cái câu gì ấy, thì luôn nhận lại được câu là theo em thì em làm sao. Sau khi mình viết ra những cái giải pháp của mình là ừ đúng đấy, làm đi. Một cái kịch bản duy nhất cái gì đó, anh chị em nào chúng ta đã từng có trải nghiệm làm việc với thầy Linh như thế là chúng ta có thể comment xuống. Đúng không? Và đôi khi là hỏi, đôi khi những cái câu hỏi thì mình có thể được nhận lại là cho anh ba lý do vì sao anh phải trả lời em. Và một hồi thì mình cảm thấy là thế tại sao là anh Linh thì không chỉ mình nhỉ? Nhưng mãi đến một cái thời điểm khi mà mình tạo ra những kết quả, và những cái kết quả đó chính từ những cái giải pháp mà mình tự tư duy các chị, thì khi đó mình mới trân trọng cái điều này. Mình mới thấy là ồ, hình như là mình đang được trao cơ hội và được trao niềm tin các chị. Đúng không? Có bao giờ mà chúng ta được một ai đó trao cơ hội và trao cho chúng ta một cái niềm tin, và dù chúng ta làm như thế nào họ vẫn vui vẻ và chấp nhận chúng ta không? Chúng ta có bao giờ có một ai đó mà làm điều đó với chúng ta chưa? Đúng không? Thì tâm thấy là cái điều đó nó rất là giá trị các chị. Nó rất là giá trị các chị. Nó khiến cho mình lại có thể tự chủ trong cái tư duy của mình. Và đến thời điểm hiện tại khi mà mình xây dựng đội nhóm các chị, thì mình lại càng ý thức sâu được cái bài học đó. Đó là cái tư duy của mình các chị. Cái tư duy mà chúng ta tự đưa ra cái giải pháp và tự chủ trong cái tư duy của mình ấy, nó chiếm 80% kết quả. Chứ nó không đến từ... Còn 20% còn lại nó là những cái kiến thức, nó là những cái kỹ năng. Và 80% nó đến từ tư duy các chị. Và mình ý thức rất sâu sắc được cái điều đấy. Và sau cái khoảng thời gian là gần 1.5 năm mà mình trải nghiệm về những cái công ty về dịch vụ quảng cáo, thì đến đầu năm 2016 thì Tâm bắt đầu gọi là chính thức, gọi là mình đi tìm kiếm cái kinh doanh của mình. Và cái đó thì mình hợp tác với một cái chị là làm về spa. Thì chị này thì trước đây thì cũng có những cái mối liên hệ, thì chị đã học những cái lớp học của bên mình. Và sau đó thì chị muốn là hợp tác và làm việc với mình. Và khi đó thì mình mới chính thức là ra làm việc và hợp tác với cái chị ở bên spa đó. Thì sau khoảng thời gian từ đầu 2016 cho đến giữa 2016 các chị, thì mình bắt đầu tạo ra được những cái kết quả khi mà mình đi kinh doanh về spa cũng như là về những cái sản phẩm về mỹ phẩm. Thì đó thì Tâm bán những sản phẩm như là về những cái ống tiêm filler, hay là những cái sản phẩm uống để trẻ hóa, hay là những cái sản phẩm kem ở Hàn Quốc các chị đưa về Việt Nam và đóng gói lại và thành cái bao bì của mình nhá, thì lấy ở Hàn Quốc theo ký về cho nó đóng gói lại, thì mình bán như thế thôi, và cũng bắt đầu có được những khoản lợi nhuận và tài chính các chị. Thì đến tháng 6 năm 2016 các chị, thì mình nhận được cuộc gọi từ người thầy của mình. À Tâm, qua cà phê, anh có cái này hay lắm. Và khi mà qua cà phê thì anh Linh show những cái về chạy về quảng cáo về Galvanic Spa, rồi là quảng cáo về cho mình về cái lãi, một cái lãi của một cái máy là tới gần 4 triệu, rồi là rất nhiều cái mình cảm thấy là ồ, có thể kiếm được vài triệu một ngày. Thì đó là một điều rất tuyệt vời, bởi vì lúc đó thì Tâm cũng chỉ kiếm được mười mấy 20 triệu một tháng, các chị, không nhiều các chị. Tháng cao thì khoảng gọi là 30 triệu một tháng là căng đét luôn rồi. Và mình cũng vào thời điểm đó thì mình cảm thấy con số đó là nó cũng gọi là tạm đủ để mình có thể gọi là
sinh hoạt và phát triển bản thân. Và khi mình thấy là có thể kiếm được 3 đến 5 triệu đến 10 triệu một ngày thì mình cảm thấy là cũng rất thú vị vậy. Và bây giờ mình hỏi, mình cũng có một chút do dự, mình hỏi là có thích cái này làm sao anh? Thì anh Linh bảo là thì bây giờ làm sao thì anh cũng chưa biết đấy, em phải coi cả cô Nga rồi đấy. Cái này thì để em xem, sắp xếp công việc xem như thế nào. Anh Linh bảo phải quyết ngay. Không có mai, bây giờ em không làm anh kiếm người khác làm. Thì mình cũng là đứng trước sự lựa chọn cái gì. Sau đó mình bảo là ok, mai em gặp cô Nga em làm. Và ngày hôm sau đấy gặp cô Nga các chị. Hồi đó mình không biết cô Nga là như nào. Mình thấy anh Linh gọi là chị Nga, mình cũng gọi là chị Nga luôn. Alo chị Nga, em ở bên cho anh Linh. Em mai em qua gặp chị. Và không ngờ thì khi gặp chị thì cũng trẻ thật. Chị có hơn 60 tuổi thôi. Và bắt đầu cô Nga bắt đầu hướng dẫn mình về những cái bài tập về kinh doanh, về sản phẩm và này kia các chị. Thì tao có nhớ là ngay cái tuần đầu tiên các chị, thì mình cùng với bà xã của mình, thời đó là Tâm với Thảo và chưa cưới đó, thì Tâm với bà xã của mình là chạy cái sản phẩm đầu tiên là về Garment Spa các chị. Thì ngay cái tuần đầu tiên thì khi mình chạy và mình đi nhờ chị Thu đi trải nghiệm, mình bán được 3 cái máy đầu tiên các chị. Và 3 cái máy đó thì khoản lợi nhuận là gần 10 triệu ngay trong tuần đầu tiên. Nó kích thích mình các chị, nó kích thích mình gọi là hành động gần trong một tuần đầu tiên mà mình chân ướt chân ráo chưa làm gì hết, kiếm được gần 10 triệu. Và đó là cái tuần cuối của tháng 5 các chị. Và ngay sang cái tháng 6 đó, thì khi đó thì có rất nhiều những cái sản phẩm mà anh Linh đào tạo trong cái lớp học, thì trong đó nó có một cái sản phẩm rất hot ở thời điểm đấy, thì đó là cái sản phẩm về kem đánh răng và lăn khử mùi. Thì Tâm chạy về lăn khử mùi. Hồi đó anh Linh chạy về kem đánh răng và anh Linh đang test về lăn khử mùi, thì Tâm cũng là người test luôn. Nhưng hồi đó thì anh Linh tập trung nhiều hơn cho kem đánh răng, còn lăn khử mùi lúc đó thì Tâm là người gọi là khai phá lăn khử mùi luôn. Và mình nhớ là ban đầu là cái giá của nó khi mà nó chạm được cái mức là 700.000 một chai đó, thì hồi đó là có những cái đội nhóm của bên chỗ anh Tuấn Nam á là đào tạo bán không được. Nhưng Tâm hồi đó là gì ạ, cứ mỗi tuần là 2 thùng 3 thùng 2 thùng 3 thùng. Và mình nhớ là ngay cái tháng đầu tiên các chị, và mình bán về lăn khử mùi và mình chạy thêm về kem đánh răng, và cộng với 3 cái máy trước đó mình bán, thì mình đủ 6.000 điểm để lên đi dắt trong tháng đầu tiên. Thì chúng ta thấy là hơn 5.000 điểm về lăn khử mùi và kem đánh răng. Thì chúng ta thấy là cái con số nó rất kinh khủng các chị. Nếu mà bán 6 gần hơn 5.000 điểm từ kem đánh răng và lăn khử mùi, nó con số quá kinh khủng trong một tháng đấy các chị. Và tất nhiên một ngày mình gói cứ mấy chục đơn hàng. Và cái lãi ngay một tháng đầu tiên đó là mình lãi hơn 200 triệu một tháng đó các chị. Và mình bảo là wow, gấp 10 lần cái số tiền mình kiếm được trước đó. Thì mình thấy ô, đây là con đường. Và cái đó mình tràn đầy động lực và niềm tin là đây chính là cái con đường để mình chinh phục giấc mơ của mình các chị. Bởi vì là với cái giấc mơ khi mà mình kiếm được 1 triệu đô và mình đưa gia đình của mình đi Vatican, hay là mình chữa bệnh cho mẹ của mình đấy các chị. Thì trong cái giấc mơ đó, thì trong cái năm mà 2015 đó các chị, là trước khkhi mà đến với Nu Skin đó, thì anh Linh tổ chức cái khóa học về leadership. Thì mình chinh phục cái mục tiêu và mình nhìn thấy rất là rõ cái giấc mơ đó nó xảy ra các chị. Và mình trong cái giấc mơ đó thì mình nhìn thấy là gì ạ? Là mình khi đó mình chưa biết Nu Skin, chưa biết về MLM, chưa biết gì hết. Và mình tự nhiên mình thấy là khi mình đứng trên sân khấu, mình đạt được 1 triệu đô, mình đứng trên sân khấu và mình giới thiệu về bố mẹ của mình ở trên sân khấu. Và trên ở bên dưới đó là hàng ngàn người, họ mặc đồ rất là lịch sự, rất là đẹp các chị. Trong một cái sân khấu lớn, họ chúc mừng thành công của mình. Và khi mà mình trở về cái khóa học đó thì mình cũng về leadership đó. Về khóa học về leadership, mình không tưởng tượng được là vì sao mà mình có cái giấc mơ này. Nhưng mình không hiểu, và cái điều đó nó khiến cho mình chinh phục được cái giấc mơ, cái mục tiêu của mình ở leadership. Và mình bắt đầu là mình bắt đầu đặt ra những câu hỏi mà mình đi tìm. Và đến khi mà mình gặp Nu Skin sau một tháng đầu tiên các chị, khi mình bắt đầu hiểu về những chính sách và biết được một vài người triệu phú ở Nu Skin, thì mình bảo đây chính là cái giấc mơ mà mình đã nhìn thấy từ năm 2015. Đây chính là cái hình ảnh từ cái giấc mơ mình đã nhìn thấy từ năm 2015. Và mình cảm thấy là nó thật là tuyệt diệu các chị. Khi mình chưa biết Nu Skin là gì, mình đã nhìn thấy cái giấc mơ đó rồi các chị. Và cái mà wow, nó giống như là những cái gì mà nó, khi mình chúng ta có một cái khao khát, một cái giấc mơ đó các chị, thì mọi thứ nó đến với mình các chị. Từ những người thầy trong cuộc sống của mình các chị, từ những cái công việc kinh doanh nó đến trong cuộc sống của mình các chị. Tất cả những cái trải nghiệm trong cái khoảng thời gian mà làm việc với Thầy Linh, trong cái khoảng thời gian mà mình trải nghiệm về dịch vụ quảng cáo, đi tư vấn cho doanh nghiệp, set up những cái quy trình về marketing, cho đến khoảng thời gian mình tự đi làm kinh doanh, đến khi mình gặp Nu Skin,
thì mọi thứ nó giống như là mình cảm thấy là mình may mắn, nó giống như là một con đường nó đã vạch sẵn ra cho mình đó chị. Khi chúng ta có một cái giấc mơ và một cái khao khát đó chị, nó là một cái con đường nó vạch sẵn ra cho mình và mình cảm thấy rất tuyệt vời với cái điều đấy các chị. Và thì nếu mà anh chị em mà chúng ta đang xem live stream, chúng ta cũng có một cái giấc mơ, chúng ta cũng có một cái khao khát nào đó, thì chúng ta có thể comment ở bên dưới về cái giấc mơ, về cái khao khát của mình được không ạ? Chúng ta có thể comment ở bên dưới. Tâm thì Tâm vừa mới chia sẻ về cái giấc mơ, về cái khao khát mà mình đạt được các chị. Và chia sẻ với anh chị là hiện tại thì sau khoảng gần 3 năm, sau khoảng 3 năm mà mình chính thức đồng hành với công việc Blue Skin, thì hiện tại thì Tâm cũng đạt được những kết quả mà từng bước để mình đạt được cái giấc mơ của mình. Thì hiện tại thì gần như tất cả những chuyến đi của công ty thì mình đều đã trải qua những chuyến du lịch 5 sao, hay là chuyến đi nước ngoài như là đi Bali, sau đó là đi Sydney, rồi là gần đây là đi Tokyo. Thì mình đều có mặt trong những chuyến đi đấy và được trải nghiệm những cái đẳng cuộc sống, gọi là những cái đẳng cấp 5 sao trong chuyến du lịch. Và một nửa cái giấc mơ của mình là 1 triệu đô và dẫn gia đình đi Vatican các chị. Thì hiện tại thì Tâm đã chuẩn bị sẵn sàng về một cái số tiền là trên 400 triệu các chị. Mình để riêng một cái khoản đó để dành riêng những chuyến du lịch Vatican cho gia đình của mình, một chuyến du lịch 5 sao các chị. Thì đó là những cái mà mình đã hoàn thiện được một nửa giấc mơ của mình các chị. Và năm nay là cái năm mà mình sẽ chinh phục cái mục tiêu là 10 tỷ đồng các chị. Thì đó là cái mục tiêu là đạt 50% cái giấc mơ của mình. Và năm sau thì mình chinh phục một nửa mục tiêu còn lại các chị. Thì đó là những cái mà mình đã đạt được từ Nu Skin và từ những sự hỗ trợ từ người thầy của mình các chị. Mình cảm thấy nó rất tuyệt vời các chị. Ok. Nên là anh chị em nào chúng ta có những cái giấc mơ về những cái khao khát nào trong cuộc sống, chúng ta có thể comment ở bên dưới. Ok. Chúng ta cùng comment về những cái giấc mơ của chúng ta dưới cái đoạn live stream này cho các bạn. Chúng ta vừa nghe đó là một cái câu chuyện từ của anh Nguyễn Minh Tâm. Và chúng ta biết là anh Tâm hiện nay cũng là một trong hai người đầu tiên của team của chúng ta, đó là trở thành Blue Diamond đầu tiên của team của chúng ta. Và khi mà chúng ta là Blue Diamond có nghĩa là chúng ta được hưởng hoa hồng đến 6 tầng nhé các bạn. Nên là hiện tại team chúng ta có anh Tâm và anh Văn. Đấy, vậy thì anh muốn hỏi Tâm một chút là chắc là trong quá trình mà em kinh doanh ấy, thì đâu là những cái thách thức mà em va phải mà em đã vượt qua nó như thế này? Thì đây là một câu hỏi rất là hay. Cái câu hỏi này nó dành cho những cái người mà mới trong thời gian đầu tiên. Bởi vì giống như em là trong thời gian đầu tiên khi mà mình chưa có kiến thức về quảng cáo này. Đúng rồi. Mình chưa có về bán hàng này. Và những cái ngày tháng đầu tiên nó rất là khó khăn. Thì em đã vượt qua nó như thế nào? Và điều gì nó thôi thúc là mình vượt qua nó? Ok. Và để mà chia sẻ về những cái khó khăn và thách thức các chị, thì chắc chắn là nó sẽ phải có các chị. Bởi vì chúng ta là những người trẻ và tâm tin là không có ai mà không trải qua những điều này. Và để mà nói về những thách thức các chị, thì cái thách thức đầu tiên để mà chúng ta tiến đến cái kết quả của sự thành công các chị, đó là thời gian các chị. Cái đầu tiên là cái thời gian các chị. Bởi vì là để mà chúng ta tạo ra được cái kết quả trong kinh doanh thì nó khác với cái việc là chúng ta đi làm thuê một cái công việc. Ví dụ nếu chúng ta có một cái năng lực nào đó, chúng ta đi làm thuê thì chúng ta có thể kiếm được 5, 7 triệu, 10 triệu một tháng. Thì cái đó nó gọi là giống như kiểu là trồng cây ngắn ngày vậy đó. Chúng ta làm chúng ta có tiền ngay. Nhưng đôi khi đi kinh doanh các chị, thì có thể trong tháng đầu tiên, 2 tháng, 3 tháng và thậm chí trong vài tháng đó thì chúng ta làm chưa có lãi, đó là chuyện bình thường. Còn cái việc mà ngay từ cái tháng đầu tiên Tâm có lãi là trên 200 triệu. Bởi vì trước đó mình đã có 2 năm làm việc với người thầy của mình, rèn luyện qua rất nhiều các chị. Cái thời gian 2 năm đó mình đặt cái mục tiêu là làm để học. Và không quan tâm là có bao nhiêu tiền các chị. Và có những khoảng thời gian là gì? Là ăn bánh mì chấm sữa, hồi đó mình nhớ là có 5 anh em hồi đó là ngồi gọi là 5 anh em đến cái giai đoạn khó khăn đó, không thằng nào có tiền luôn. Và chỉ có duy nhất một bạn là hồi đó có 22.000 ở trong túi các chị. 22.000 nó phải đi mua một cái hộp sữa về tiếp sữa ông thọ nhỏ nhỏ. Và còn lại là mua bánh mì và về chấm sữa ăn. Và vẫn cười nói với nhau về những cái tầm nhìn sau này là hồi đó là sẽ xây dựng công ty cuộn xịp thế này, xưởng nhà máy đầu ở Việt Nam, rồi là cạnh tranh với chi trai ông chiều. Tức là chúng ta hình dung là cái thời gian mà chúng ta gọi là dành ra để rèn luyện bản thân các chị và làm để học, đó là cái đầu tiên chúng ta phải có được. Đó là cái đầu tiên các chị, thời gian chúng ta làm để học, làm để trải nghiệm. Đó là cái đầu tiên đấy các chị, chúng ta sẽ không thể gọi là có được ngay đâu. Bởi vì khi mà chúng ta làm kinh doanh á thì không thể là chúng ta nói là tôi chỉ biết một kỹ năng thôi mà tôi kiếm được tiền. No. Trong kinh doanh nó phải có đòi hỏi sự toàn vẹn về những kỹ năng tối thiểu. Tối thiểu chúng ta phải biết marketing. Đúng không ạ? Và trong marketing là chúng ta phải làm về kỹ thuật và phải viết còn làm content được. Đó là marketing. Và cái thứ hai là marketing không thì cũng chưa có tiền. Chúng ta phải sale được.
Và tâm nhất là những cái tháng đầu tiên đó mình sell điên cuồng luôn. Và mình sell mình có những cái đơn hàng đầu tiên đó mình có kéo mà không thèm lấy kéo để cắt băng keo và cắn băng keo luôn cho nó ngọt đấy các chị. Vì cảm giác là cái kiếm tiền nó sướng lắm. Nhưng phải trải qua một khoảng thời gian mình rèn luyện rất nhiều mới có được các chị. Về marketing, về sale, sau đó là gì ạ? Sau đó là mới đến những cái kỹ năng về cái việc là khi chúng ta có được đội nhóm, chúng ta phải biết hướng dẫn và chia sẻ lại. Chúng ta không chỉ biết làm, chúng ta hướng dẫn và chia sẻ lại. Và sau này thì khi mình tuyển nhân viên thì nó còn đòi hỏi vừa kỹ năng hướng dẫn và vừa kỹ năng về quản lý và lựa chọn người, tuyển chọn người phù hợp nữa. Đó thì đó là rất nhiều những kỹ năng mà chúng ta phải có sự toàn vẹn ở trong đó, và chúng ta phải chấp nhận sự rèn luyện và trải nghiệm. Có thể thời gian đầu á, khi mà thiếu một kỹ năng nào đó, khi mà chúng ta còn yếu một kỹ năng nào đó mà kết quả nó chưa đến thì điều đó là điều rất bình thường mà chúng ta phải vượt qua được. Đó là cái điều đầu tiên các chị. Ok. Và cái điều số 2 các chị. Cái điều số 2 là chúng ta phải chấp nhận làm những việc mà mình không thích. Có thể mình sẽ không thích hoặc là nó không phải là thế mạnh của mình. Đúng không? Đối với Tâm thì để mà nói về cái việc mà bán hàng chốt sale đó thì nó không phải là thế mạnh của mình. Và nó cũng không phải là việc mình thích các chị. Bởi vì Tâm thì Tâm là một người mà cũng hơi về nội tâm đấy các chị, hơi gọi là hướng nội đó. Và mình là người gọi là thích về mình thích làm về những cái quy trình, mình thích tạo ra những cuộc chơi, mình thích sự logic các chị, mình thích tạo ra một giống như kiểu ra các lượng mà vẽ ra cái điều gì đó mà gọi là cho người khác vào cái cuộc chơi của mình gì đó. Mình thích là người gọi là back office, thích tạo ra những cuộc chơi, thích tạo ra những cái luật chơi các chị, và đó là cái sở thích của mình. Chứ mình không thích gọi là những người mà bay ra phải bán hàng, phải chốt sale vân vân các chị. Nhưng mình phải làm cái điều đấy các chị trong những cái tháng đầu tiên, và hiện tại vẫn phải làm. Bởi vì chúng ta đang mong muốn là có được sự thành công lớn, chứ không phải tôi chỉ là một người chuyên gia marketing và đi nhận dịch vụ hay là đi tư vấn để lấy hoa hồng. No, chúng ta phải làm tất cả mọi thứ. Đó là cái việc là chúng ta phải làm cả những điều mà chúng ta không thích và không giỏi thì phải rèn luyện và làm. Và để mà làm những điều mà chúng ta không thích và không giỏi thì nó đòi hỏi chúng ta phải gọi là thứ nhất phải bỏ qua cái tôi của mình, phải bỏ qua những cái cá nhân của mình, phải bỏ qua những cái sở thích của mình, và phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Và thậm chí sau này khi mà chúng ta kinh doanh với Windows Skin thì nó có nhiều thứ chúng ta phải bước ra ngoài vùng an toàn của chúng ta nhiều hơn nữa, chứ không chỉ là sell marketing. Đúng không ạ? Ok, thì đó là cái điều số 2. Còn cái điều số 3 chúng ta phải trả giá là chắc chắn là trả giá về những cái thất bại chúng ta gặp. Bởi vì chúng ta hình như là gì ạ? Chúng ta sẽ không tôn vinh những cái thất bại đó các chị. Nhưng khi mà chúng ta gặp những cái thất bại đó thì chúng ta hãy chuyển biến nó thành bài học. Đúng không ạ? Bởi vì chỉ có những cái điều tích cực thì nó mới nuôi dưỡng những điều tích cực thôi. Chứ sẽ không có những cái thất bại hay là những điều tiêu cực thì nó sẽ nuôi dưỡng tiêu cực cả. Bởi vì đây là bài học mình học được từ người thầy của mình. Chỉ có những điều tích cực nó mới nuôi dưỡng những điều tích cực. Vậy thì khi chúng ta gặp một cái thất bại, một cái khó khăn nào đó thì ngay lập tức chúng ta phải chuyển hóa nó thành những cái bài học, thành những cái giá trị, và tìm được những cái điểm để ghi nhận bản thân mình và tiếp tục bước tới. Đúng không ạ? Thì chúng ta phải trải qua những cái điều đó, chắc chắn sẽ phải có. Ok không ạ? Trải qua những cái thất bại và chuyển biến nó thành bài học, và vẫn phải yêu thương bản thân, vẫn phải ghi nhận bản thân, vẫn phải tiến đến cái mục tiêu của mình, vẫn phải tiếp tục kiên trì. Đúng không ạ? Thì đó là cái số 3. Còn cái số 4 cái gì? Chắc chắn là cái số 4 là phải hy sinh về một số cái mối quan hệ không cần thiết. Một số mối quan hệ không cần thiết. Và Tâm nhớ là ở trong Sài Gòn thì Tâm có những cái người thậm chí là bác ruột các chị, hay là những người anh chị mà khi mình mới vào Sài Gòn họ giúp mình rất nhiều các chị. Nhưng nhiều khi các chị, ngay ngày hôm bữa là cái ngày mà mùng 5 tháng 5 đó, thì nó rơi vào cái ngày sự kiện của đội nhóm là ngày mùng 7. Ngày mùng 7 tháng 6 vừa rồi là nó là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Và ở đó thì có bác ruột của mình vào ở ngoài Bắc vào chơi này, có các anh các chị hội tụ đầy đủ ở trong đấy. Nhưng mình nhận thấy là ngay bây giờ điều gì là quan trọng hơn, và mình thấy là sự nghiệp quan trọng hơn, và mình thấy là đội nhóm của mình có mặt ở đấy, họ đang cần mình hơn, thì mình có mặt trong buổi đấy. Và mình nghe máy và mình phải gác lại cái việc gia đình của mình. Thì đó là một, đôi khi nó là những cái điều mà chúng ta không thể trọn vẹn hết được. Đôi khi là những cái sự hy sinh về những cái mối quan hệ mà nó chưa thực sự quan trọng ngay ở lúc này thì chúng ta có sự hy sinh. Thậm chí là với những bạn mà chúng ta đi làm kinh doanh mà chúng ta có gọi là bạn trai bạn gái đó, đôi khi bạn trai bạn gái thấy chúng ta là cứ ngày nào cũng đi từ sáng sớm về thì tối khuya, làm hoài đầu tóc bù xù, thậm chí tiền cũng chưa thấy đâu ấy, bởi vì đang trải nghiệm mà, đúng không ạ? Và sau đó thì thậm chí có chị là có vợ có chồng, thì chúng ta phải dung hòa nó như thế nào, đúng không ạ? Vợ chồng thì không thể gọi là thôi gạt qua ở bên được, phải dung hòa. Nhưng đôi khi có những mối quan hệ về bạn bè không cần thiết chúng ta phải gạt qua, hay là
người yêu hay là vân vân, nếu mà họ không không thông cảm được điều đó thì đôi khi chúng ta có phải có sự cân nhắc các chị. Nếu mà một người bạn trai bạn gái mà họ thấy là mình đang xây sự nghiệp mà họ không để cho mình đi xây sự nghiệp thì đôi khi chúng ta cũng phải xem xét lại, đúng không? Đúng không thầy? Chính xác, đúng không? Đúng không? Phải xem xét lại coi là có phù hợp hay không nữa, nên là đôi khi cũng phải hy sinh một số mối để không cần thiết, đúng không? Thì đó là cái điều tiếp theo, và nó còn nhiều điều khác các chị, rất nhiều điều mà chúng ta phải hình dung được. Và tất cả những điều mà Tâm vừa mới chia sẻ các chị thì nó là những điều mà chúng ta phải trải qua. Và để mà nếu mà đội ngũ của Tâm họ, bởi vì mình chắc chắn là những người trong đội ngũ của mình họ sẽ phải trải qua những điều đấy, đúng không ạ? Nó thì đối với một cái trải nghiệm của chính bản thân mình nhé, nhưng khi kiếm được rất nhiều tiền nhưng gọi là chưa được dùng, các chị biết vì sao không ạ? Bởi vì thứ nhất là mình chưa kiểm soát được tài chính, cái thứ hai là mình cần phải tái đầu tư cho bản thân của mình, tái đầu tư cho hệ thống của mình, đúng không ạ? Để mà chúng ta có kiếm được những khoản tiền, chúng ta set up những cái văn phòng, sau đó là chúng ta gọi là đi học những cái chương trình đào tạo từ những cái diễn giả nước trong nước đến nước ngoài, thì cái việc là đối với Tâm là gì ạ? Tâm đầu tư cái sự phát triển bản thân đó, mình cũng đầu tư rất là nhiều các chị. Mình đầu tư không chỉ cho mình nhưng cho cả bà xã của mình nhé. Tâm và bà xã của mình là gần như là có mặt trong tất cả những khóa học cùng nhau các chị. Những khóa học là 20-30 triệu là có mặt cùng nhau hết. Thì mình đầu tư những cái chương trình, những cái khóa học như thế, nó đến con số, nó đến con số hàng trăm triệu các chị. Hay là đầu tư những cái sự trải nghiệm, và chia sẻ với các chị là cái sự trải nghiệm của mình trong online, thì cái thời gian là mình làm SEO các chị, mình bỏ 200 triệu để mình trải nghiệm các chị, và sau đó là cũng không được gì. Mình bỏ ra 200 triệu các chị. Nếu mình bỏ ra 200 triệu đó và vừa mình cũng thấy là đó là những cái trải nghiệm mà mình cần phải có. Thứ nhất là cái trải nghiệm trong cái việc là chúng ta làm SEO này. Cái thứ hai là trải nghiệm trong cái việc là làm kinh doanh và những cái mối quan hệ các chị. Mình phải kỹ hơn trong cái mối quan hệ. Mình mới 200 triệu cái đó và mình cảm thấy những điều đó nó là bình thường các chị. Đôi khi mình kiếm được tiền mình tái đầu tư cho bản thân của mình thì đó là chuyện bình thường, và chúng ta cũng phải sẵn sàng với điều đấy. Chứ tuổi của chúng ta bây giờ thì Tâm thấy là chưa phải là cái tuổi để làm để tích góp, mà làm để tái đầu tư để trải nghiệm. Và đôi khi những bạn trẻ chúng ta cũng phải làm cái điều đấy. Thì đó là một vài cái thách thức mà chúng ta cần phải trải qua các chị. Ok, có chị Kim Yến có hỏi là Tâm nhắc lại về cái vấn đề thứ nhất, nhưng trong live stream thì chúng ta có rồi, thì nên là chắc chị Kim Yến là chúng ta coi lại cái live stream. Khi mà chúng ta xong cái live stream này thì chúng ta coi lại. Thì lúc đó bởi vì đã nói rất là đầy đủ rồi, để chúng ta qua cái phần kế tiếp. Thì một cái câu hỏi mà anh muốn hỏi em công qua đây là, có là khi mà cái thời gian đầu tiên ấy, cái khó khăn của mình nó như vậy và mình đã vượt qua nó rồi, nhưng lúc đó vấn đề nó chỉ đơn giản là bán hàng và marketing thôi. Nhưng khi mà ở thời điểm hiện tại này thì khi mà em có một cái đội nhóm nó lớn, vừa cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, rồi có người thì rất là giỏi, có người thì cũng bình thường, có người thì siêu bình thường luôn. Vậy thì cái làm thế nào để mà em có thể dẫn dắt được cái đội nhóm của mình để cùng với nhau để mà với phát triển, rồi em tận dụng về sự kiện, để tận dụng về các cái đòn bẩy như thế nào để mà cho công việc của mình. Cảm ơn câu hỏi của anh. Thì để mà Tâm có thể gọi là hỗ trợ được các anh chị trong Sài Gòn, Hà Nội các chị, thực ra để mà nói được về cái việc về quản lý đội nhóm các chị, thì đôi khi cái khái niệm về sự quản lý, chúng ta hay dùng cái từ là quản lý đội nhóm, thì cái từ quản lý nó không phù hợp trong cái việc là chúng ta lãnh đạo ở công việc kinh doanh của chúng ta các chị. Bởi vì công việc kinh doanh của chúng ta là gì ạ? Là mỗi người họ sẽ tự chủ về cái kinh doanh của họ. Vậy thì cái điều tốt nhất để mà phát triển kinh doanh này á, là làm thế nào để giúp một người họ tự chủ càng sớm càng tốt. Vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là gì ạ? Là điều gì sẽ khiến cho họ có thể tự chủ được, đúng không ạ? Điều gì sẽ khiến cho họ tự chủ được? Bởi vì chắc chắn là đội ngũ của chúng ta họ cũng sẽ gặp những cái vấn đề như thế, và đội ngũ của chúng ta thì họ cũng sẽ phải xây dựng sự nghiệp của họ. Thì cái điều đầu tiên các chị là chúng ta cần phải làm rõ được là cái lý do vì sao họ muốn làm cái kinh doanh này, và không phải là lý do vì sao họ làm Nu Skin đâu, lý do vì sao họ muốn có được sự thành công. Bởi vì Nu Skin nó cũng chỉ là một cái phương tiện thôi, đúng không? Nhưng đối với Tâm thì Nu Skin là phương tiện tốt nhất để đạt được cái mục tiêu của mình. Bởi vì đằng sau cái mục tiêu của chúng ta thì vẫn là kiếm tiền, đúng không ạ? Nhưng ở đây không chỉ là kiếm tiền, mà làm thế nào để chúng ta có thể có được sự tự do bằng cách là tạo ra được dòng tiền. Và chính cái dòng tiền nó sẽ tạo cho chúng ta được sự tự do. Và dòng tiền là gì ạ? Dòng tiền là có mặt mình hay là không có mặt mình thì tiền nó vẫn về. Thì đó là dòng tiền. Thì mục đích vẫn là kiếm tiền và dòng tiền thôi. Và mình thấy là Nu Skin là một cơ hội tốt nhất đối với bản thân Tâm để mình có thể chinh phục cái điều này. Vậy thì chúng ta phải
phải làm rõ được ở đội ngũ của mình là cái lý do vì sao họ muốn kiếm tiền và họ có mong muốn có được dòng tiền để có được sự tự do hay không. Và khi có được, họ có được dòng tiền, họ có được sự tự do thì cái viễn cảnh về cuộc sống của họ nó sẽ như thế nào, họ sẽ làm gì cho gia đình của họ, làm gì cho bản thân của họ, làm gì cho xã hội của họ. Thì bằng một câu hỏi thôi, nếu bây giờ mỗi tháng mà cứ mỗi tháng em mở quán ra một cái số tiền là 50.000 đô, là trên 1 tỷ chảy về tài khoản của em, thì em sẽ làm gì với số tiền đấy, cuộc sống của em khi đó nó sẽ như thế nào? Thì cái đó là chúng ta đang hình thành nên cái giấc mơ của họ, đúng không ạ? Chúng ta hình thành cái giấc mơ của họ. Thì đầu tiên chúng ta phải làm rõ được về cái giấc mơ, về cái lý do vì sao họ chinh phục cái mục tiêu của họ. Ok bạn, đó là cái đầu tiên. Và cái số 2 các chị, thì để mà họ tự chủ thì khi mà họ có giấc mơ, họ có được cái động lực, thì giống như cái câu đầu tiên mà Tâm chia sẻ các chị đó, là động lực nó chỉ là thứ giúp chúng ta bắt đầu thôi, còn cái thói quen á, nó mới quyết định sự thành công của mình. Và chắc chắn một điều, nếu mà một người mà họ đến với chúng ta mà họ chưa thành công, thì chắc chắn là trong tiềm thức của họ hay là những cái hành động của họ bên hàng ngày, họ sẽ tồn tại những cái thói quen nào đó mà nó đang cản bước sự thành công của họ. Và việc của mình là gì ạ? Việc của mình là chúng ta nhận diện ra những điều đấy và đưa họ vào cái chu trình về những thói quen, về sự kỷ luật và về những cái tư duy mới để thay thế những cái tư duy và thói quen cũ. Vậy thì ở đây là gì ạ? Để chúng ta thay đổi những điều đấy thì chắc chắn nó không thể ngày một ngày hai được. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta thay đổi những điều đó. Bởi vì là cái cách để thay đổi thì các chị dung là nó chỉ có hai cách. Một là phải có một cái tác động mạnh, hai là gì ạ? Là phải có sự làm đi làm lại. Và tác động mạnh ở đây thì chúng ta không thể đòi hỏi tất cả mọi người trên thế giới này phải có một cái tác động mạnh giống như là mẹ bị bệnh, hay là phải có con khổ quá rồi, và hay là tự nhiên đang bình thường lại tự tạo ra áp lực cho mình, tự tạo ra tác động mạnh cho mình. Nó không cái gì, đúng không ạ? Tùy người đấy, có người sẽ có tác động mạnh để vươn lên, cũng có người sẽ không có, đúng không? Nên là chúng ta sẽ làm cái cách là chúng ta phải có những cái môi trường để chúng ta thay đổi họ. Vậy thì ở đây là gì ạ? Chúng ta phải biết tận dụng cái môi trường, tận dụng những cái người apply của mình, tận dụng những cái sự kiện để thay đổi và làm mới cái tư duy của họ, thì cái đó họ sẽ thay đổi được. Và ở đây thì đối với Tâm là gì ạ? Nó có những cái đòn bẩy để chúng ta có thể tận dụng. Thứ nhất là cái đòn bẩy về các sự kiện của công ty. Thì giống như cái sự kiện vừa rồi là sự kiện quý của công ty đó, thì thông qua đấy thì cái điều quan trọng nhất mà Tâm muốn đội ngũ mình phải có được trong cái chương trình vừa qua, trong một cái sự kiện vinh danh hàng quý đó, thì họ phải có một cái tâm thế là một ngày nào đó họ phải bước lên trên sân khấu. Và ngay quý tới, họ phải bước trên sân khấu với một cái danh hiệu nào. Họ phải đặt cái mục tiêu là ngay từ thời điểm đó là quý sau họ sẽ bước trên sân khấu với mục tiêu nào. Và một cái số 2 là gì ạ? Là họ sẽ dẫn được bao nhiêu người bước trên sân khấu để minh chứng cho sự thành công của cá nhân của họ và minh chứng cho cái việc là họ đã giúp được bao nhiêu người. Thì đó là cái đầu tiên mà mình sẽ tận dụng ngay cái sự kiện đấy. Bởi vì trong sự kiện nó có rất nhiều người thành công chia sẻ rất nhiều những cái kết quả và nó chạm tới cái trái tim của họ, đúng không ạ? Thì các chị có thể ghi số cái đầu tiên là tận dụng sự kiện của công ty. Cái thứ hai các chị là chúng ta tận dụng những cái sự kiện về chương trình đào tạo của đội nhóm. Và hiện tại thì chúng ta có những chương trình đào tạo quá tuyệt vời các chị, giống như cái chương trình leadership mà vừa nãy Tâm chia sẻ với các chị, là Tâm nhìn ra được cái tầm nhìn của mình từ 2015 mà khi đó mình chưa làm Moonskin nữa đó. Thì đây là cái chương trình mà mình tổ chức 2 tháng một lần. Và ngay trong tháng 7 tới đây là vào giữa tháng 7, vào ngày 11, 12, 13 đúng không ạ? Yes. Ngày 11, 12, 13 tháng 7 là 3 ngày leadership. Thì chúng ta phải có mặt, và chúng ta phải tận dụng là bản thân mình có mặt và đội nhóm của mình cũng phải có mặt trong chương trình đấy. Bởi vì leadership nó là một cái chương trình gọi là nó khai mở về cái tiềm thức mình, nó quét sạch tất cả những cái tiềm thức tiêu cực, đúng không ạ? Giống như hồi nãy Tâm nói là cái cách thay đổi số 1 là tác động mạnh nhá. Thì nếu chúng ta không có được một cái tác động mạnh nào đó trong cuộc sống thì hãy đến với leadership. Thì đó là một cái tác động mạnh trong vòng 3 ngày sẽ quét sạch những cái tư duy về tiêu cực của mình, thay vào đó là những cái tư duy tích cực. Thì đó là thay đổi tiềm thức trong 3 ngày. Và đó là 3 ngày 3 đêm không ngủ. Và đó là 3 ngày 3 đêm không ngủ thì chúng ta có một cái nguồn năng lượng và sức mạnh lớn nhất từ trước đến nay mà có thể trong cuộc đời của chúng ta chưa bao giờ cảm nhận được. Thì đó là cái điều mà Tâm cam kết với anh chị. Bởi vì Tâm đã đi học là học viên 2 khóa, và tất cả những cái khóa học về leadership từ khi mình học xong đến bây giờ thì đó chỉ có đúng một khóa là mình không đi hỗ trợ các chị, và tất cả những khóa đó mình đều đi hỗ trợ 100%. Thì đây là các chị chúng ta cần có bạn. Thì đây là chúng ta tận dụng cái khóa học về leadership của team này, hay là những khóa học về NLP một ngày mà anh Linh tổ chức hàng tháng này, hay là đặc biệt hàng tuần, bây giờ là hàng tuần, thứ bảy hàng tuần đó, thì chúng ta phải tận dụng những cái sự kiện đấy để đưa đội nhóm và bản thân mình đến để thay đổi cái tư duy của mình.
Và tiếp tục là chúng ta có những chương trình của thầy Alan Agao, là một năm như thế thì thầy về 3 lần. Và ngay tháng 8 tới thì thầy lại tiếp tục quay về và thầy chia sẻ về những chương trình về đạo từ triệu phú và tư duy triệu phú. Và hiện tại thì nguyên đội nhóm của Tâm cùng với đội nhóm của Tâm ấy, là các anh em đang áp dụng 100% những cái thói quen của thầy Alan Agao về một ngày thành công. Sáng ra thì thể dục dậy sớm này, đúng không? Sau đó thì tức là mình tạo ra những cái chatbot, những cái đội nhóm nhỏ để những cái leader để tự theo sát nhóm của mình và cùng làm những cái thói quen đấy. Và mình sáng dậy sớm tập thể dục, tập chi cung này, sau đó tuyên bố mục tiêu, rồi là thiền, rồi là ghi top 5, sau đó là có top 5 ngày thì sẽ làm 5 việc trong ngày. Và trong 5 việc trong ngày đó thì sẽ lại bắt đầu quan sát bản thân mình, bắt đầu lên văn phòng, sinh hoạt đội nhóm, bắt đầu gọi là học luyện về marketing, luyện về sale, luyện về bán hàng. Và cứ như thế một ngày trôi qua thì đến cuối ngày thì lại có những văn hóa về review, về lại thiền, tiếp tục thiền, về ghi nhận bản thân và lại đọc tuyên bố và lại ngủ. Thì một ngày nó trôi qua nó có đầy đủ những cái thói quen của một ngày thành công các chị. Và nếu mà chúng ta cứ liên tục có những cái thói quen đó, có những cái chương trình đó, nó liên tục nó tác động đến cái tư duy của mình các chị, thì chúng ta không thể không thay đổi được. Đó là điều chắc chắn luôn, không thể không thay đổi được, đúng không? Thì đó là cái cách mà mình đang làm cho tư duy của làm việc về tư duy cho đội ngũ của mình đó. Và cái đặc biệt nhất là khi mà mình giúp đội ngũ của mình thiết lập mục tiêu đó, thì để họ sẵn sàng với những cái trải nghiệm, họ sẵn sàng với sự thay đổi, thì cái bài tập đầu tiên sau khi họ thiết lập mục tiêu thì bài tập đầu tiên mình cho họ làm là gì ạ? Là cái giá phải trả khi bạn chinh phục mục tiêu này là gì. Họ viết ra ít nhất là 10 cái giá phải trả để họ chinh phục mục tiêu. Giống như hồi nãy Tâm có liệt kê các chị 5 cái điều đó, thì bây giờ Tâm bắt họ viết là 10 điều luôn. Và 10 điều đấy á, thì mình cho họ được một cái điều, một cái sự sẵn sàng là họ sẽ phải trải qua những điều đấy. Nhưng nếu mà bây giờ tôi có một cách giúp cho bạn trải qua tất cả những điều này nhanh nhất có thể, trong vòng 3 tháng thôi bạn có thể full 100% để thay đổi những điều này và trải qua tất cả những trải nghiệm này, thì bạn có muốn không? Có. Nếu là chúng ta đang xem livestream, chúng ta có muốn là có. Chỉ trong 3 tháng chúng ta gọi là đào sạch cái tiềm thức của mình, có được tất cả mọi thứ để chúng ta có thể trở thành một người thành công, thì chúng ta muốn điều đấy không ạ? Muốn. Ai muốn chúng ta comment xuống dưới. Tôi. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy trải qua chu trình sự kiện của team. Yes. Tất cả mọi thứ các chị. Tâm tin là nếu mà chúng ta đi tìm những điều này bên ngoài, đối với Tâm là phải trả con số là vài trăm triệu thì nó cũng không ra đâu ở đâu các chị. Còn ở đây thì combo 3-4 khóa thì bao nhiêu anh nhỉ? 9 triệu 1. 9 triệu 1. Quá rồi. Combo 3 khóa 9 triệu 1. Mình không tưởng tượng được các chị. Đôi khi mình bỏ ra 20 triệu mình đi học một cái khóa về Facebook Marketing, và mình đến mình nghe gọi là 90% nói những cái điều mình đã biết, và 10% còn lại mình có thể tìm được trên YouTube. Không trả, có đi trả 20 triệu. Và rất nhiều những cái chương trình như thế các chị, mà ở đây chúng ta có được tất cả mọi thứ thì dẫn đến là quá tuyệt vời. Trong 9 triệu 1 đấy thì cái khóa về đầu tiên là về Rich People Business, đúng không? Đúng rồi. 3 ngày về kênh online. Rich People Business là 10 triệu thì mình được tặng đặt cái leadership đặt, với là đạo triệu phú. Tạo luôn một ngày NLP luôn. 4 khóa full luôn, không còn phải trả thêm một chi phí nào nữa. Thì đó là cái quá tuyệt vời mà Tâm thấy là nếu chúng ta tận dụng những cái điều này á, thì chính bản thân mình cũng như đội nhóm của mình nhá, là mình đang đứng trên vai những người khổng lồ. Nó giống như là mình Tâm lấy một cái ví dụ đơn giản như là một cái đàn cá đó các chị. Tại sao những con cá mà nó hay đi tìm đến những cái dòng hải lưu để nó được bơi về những cái nơi mà nó muốn, đúng không? Và nó chỉ cần quẫy đuôi nhẹ thôi, tự nhiên nó đến được cái nơi mà nó muốn rồi. Vậy thì cái việc mà chúng ta đang áp dụng với những cái quy luật thành công, cũng như là những cái quy luật về tiềm thức, những quy luật về tư duy, thì nó giống như cái việc là chúng ta đang đi theo những cái dòng hải lưu đó, tức là chúng ta đang làm theo những quy luật của cuộc sống, chứ không phải chúng ta đang nỗ lực cày cuốc mỗi ngày mà chúng ta đang bơi ngược dòng mà chúng ta không biết. Thì đây là cái chia sẻ của mình để giải pháp cho bản thân mình và cho đội ngũ của mình. Yes. Rất tâm đắc những cái gì mà người thầy chúng ta đang chia sẻ. Hay quá các bạn, rất là tuyệt vời. Cảm ơn em. Bây giờ thì để mà tiếp tục ấy, thì tôi muốn là dành cho những chúng ta là các bạn ở đây đặt những cái câu hỏi. Vậy thì những anh em mà chúng ta đang xem livestream này, chúng ta có những cái câu hỏi gì cho anh Tâm ấy, thì chúng ta hãy comment xuống và mình sẽ đọc để cho anh Tâm trả lời về những cái câu hỏi của chúng ta.
đúng không? Nên là bây giờ những bài học gì chúng ta học được, hoặc là chúng ta có những câu hỏi gì cho anh Tâm thì chúng ta cùng comment ở dưới cái đoạn này. Ok quá. Và một cái câu hỏi mà tiếp tục trong quá trình mà chúng ta đang chờ những cái câu hỏi của các bạn ở đây, thì anh muốn hỏi em một chút, đó là em có một cái lời khuyên nào dành cho những cái bạn mà mới đang trong quá trình làm, bắt đầu làm, thì em có lời khuyên gì với họ không? Thì cái lời khuyên mà duy nhất mà Tâm muốn dành cho các anh chị là gì ạ? Là khi mà chúng ta đang là những người mới thì cái quan trọng nhất để chúng ta phát triển là phát triển về tư duy và tập trung tạo ra kết quả. Thì đó là hai điều. Mà để mà phát triển về tư duy thì trải qua những cái chu trình về đào tạo của team. Đó là điều số 1. Cái điều số 2 để tạo ra kết quả thì hai kỹ năng mà chúng ta cần phải tập trung vào. Một là sale, hai là tạo ra content quảng cáo. Còn tất cả kỹ thuật đều có video hướng dẫn. Đây là hai điều chúng ta cần phải tập trung vào. Rất đơn giản đúng không ạ? Có bạn Minh Khôi hỏi là anh Tâm ngồi thiền mỗi ngày vào thời gian nào? À ok em. Thì cái thời gian mà, tức là để mà nói về một ngày thành công đó, thì cái cách mà thầy Alana có chia sẻ đó, thì cứ 5 giờ rưỡi thì anh dậy và đi tập thể dục. Mà khi tập thể dục khoảng 30 phút thì sau đó khi mình trở về đó, thì mình sẽ đọc tiêu mục tiêu trong vòng khoảng 10 phút. Thì khoảng chừng 6 giờ 15 đó đến 6 rưỡi đó là khoảng thời gian mà mình ngồi thiền. Và khi mình ngồi thiền như vậy thì mình, thì bởi vì đối với cái việc mà chúng ta thiền thì tốt nhất là khoảng 1 tiếng thì nó tốt nhất. Nhưng đối với bản thân mình cũng chưa phải là người thiền quen nữa, thì mình chỉ thiền có 30 phút thôi. Và sau 30 phút đấy thì mình lại làm những thói quen khác. Thiền 30 phút. Và cuối ngày thì chúng ta có một cái bài thiền buổi sáng á, là cái bài thiền trong tư duy triệu phú đó. Đó là cái bài thiền mà hình dung về cái ngày mà, cái viễn cảnh cái ngày mà chúng ta đạt được mục tiêu và cái giấc mơ của mình. Còn cái, một cái bài thiền nữa là bài thiền vào cuối ngày, là cái bài thiền về yêu thương và ghi nhận bản thân. Thì chúng ta cũng dành nó khoảng 30 phút và chúng ta nghĩ về những cái điều mà chúng ta đã làm được cho bản thân của mình và cho người khác trong một ngày đó. Và chúng ta nghĩ lại nó giống như một cái cuốn phim mà nó quay chậm trở lại đó. Và chúng ta cảm thấy là chúng ta rất là happy, chúng ta là một người đầy giá trị, đầy tuyệt vời. Và chúng ta nhớ lại những điều đấy, chúng ta cảm thấy rất là happy về bản thân mình. Và sẵn đó thì chúng ta, sau khi chúng ta làm cái điều đó xong, thì chúng ta cũng hình dung luôn là ngày mai tôi sẽ bước chân ra ngoài cuộc sống với một cái tâm thế như thế nào, với những bộ đồ như thế nào, rồi là mọi thứ ra làm sao, năng lượng ra sao và đạt được những cái kết quả gì. Thì đấy là cái bài thiền buổi tối. Rất hay đúng không? Có anh Fiona Trần, mình đang ở Mỹ, làm sao tham gia đây? À, cái này thì chắc là nhường câu trả lời cho thầy Linh nhỉ? Nếu mà chúng ta đang ở Mỹ thì để chúng ta tham dự vào các lớp học đấy, thì cách tốt nhất đó là chúng ta bay về Việt Nam và chúng ta học trong vòng khoảng tầm 3 tháng, đó là cách hay nhất. Bởi vì ngoài việc mà chúng ta đến lớp học ra thì chúng ta cần phải có một thời gian để chúng ta tôi luyện tại văn phòng cùng với tất cả anh em. Bởi vì khi mà chúng ta học xong đấy, là trong quá trình mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ còn gặp một vài khúc mắc, gặp một vài cái vấn đề. Thì lúc đó chúng ta sẽ có những người leader, họ sẽ feed lại cho chúng ta, họ sẽ kiểm tra lại chúng ta và bắt đầu họ chỉnh sửa chúng ta. Theo thời gian thì chúng ta mới bắt đầu hoàn thiện dần. Và sau 3 tháng khi mà chúng ta có đầy đủ kiến thức và kỹ năng rồi, thì lúc đó bạn có thể quay trở về Mỹ và bắt đầu chúng ta triển khai tại thị trường Mỹ. Thì đó là một cách nó hay nhất. Bởi vì để thành công thì chúng ta phải chấp nhận, và cái bằng cái việc đó là chúng ta trả giá. Giống như việc mà trước đây chúng tôi muốn có những cái tư duy tốt thì chúng ta phải bỏ tiền và chúng ta phải đi sang Singapore, chúng ta phải đến Bali để chúng ta học về những cái khóa về phát triển bản thân. Và thậm chí những khóa học là kéo dài lên đến cả 10 ngày và mình phải hy sinh trong 10 ngày liên tục như vậy. Mình phải rời xa đất nước Việt Nam và bắt đầu mình học một cách nghiêm túc như vậy. Rồi sau đó mà các bạn biết là khi mà chúng ta đi học những cái đó thì khi mà quay trở về Việt Nam thì không có ai hỗ trợ, không có ai hướng dẫn. Và mình chỉ bằng việc đó là gì? Mình áp dụng sai rồi mình tự sửa, sai rồi mình tự sửa, sai mình tự sửa. Và mình mất một cái khoảng thời gian nó rất là dài. Nhưng khi mà chúng ta đến ở trong cái team DMS One B của chúng ta đó, thì cái thời gian đó chúng ta được rút ngắn hơn. Bởi vì chúng ta làm thì sẽ có người fit ngay, làm và chúng ta có fit ngay. Thì cái thời gian chúng ta để trả giá cho nó sẽ ít hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta học rồi chúng ta tự triển khai. Đó, thì đó là chúng ta nên về Mỹ, đó là lời khuyên chúng ta, là chúng ta về Mỹ, về Việt Nam và chúng ta học trong cái thời gian mà chúng ta tôi luyện. Đó, thì sau đó chúng ta ổn định rồi chúng ta quay trở về Mỹ và chúng ta triển khai thì lúc đó nó sẽ ok hơn. Ok, có bạn Nguyễn Hiền, thầy ơi khóa học diễn ra vào thời gian nào vậy ạ? Khóa học diễn ra vào thời gian là cái Rich People Business á. Là chúng ta sẽ học vào 17, 18, 19 tháng 6 này. Rồi còn và chúng ta sẽ được tặng cái lớp Leadership Training. Là đó là rơi vào ngày mùng 10
11 và 12 tháng 7. Còn Đại học Triệu Phú đó, của thầy Alan Agao. Thầy Alan Agao là một người chỉ có một chân và một tay, đúng không ạ? Và thầy đã kiếm được hơn 20 triệu đô la từ việc đó là kinh doanh con Jojo. Và đến với Nuskin thì thầy cũng kiếm được khoảng gần 20 triệu đô nữa. Và thầy là truyền nhân đời thứ hai của Napoleon Hill. Và trong khóa học về Đại học Triệu Phú thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta về cái cách mà chúng ta ứng dụng cái cuốn sách của Nghĩ Giàu Làm Giàu vào trong cái công việc và cuộc sống của chúng ta. Đó. Thì khi mà mình ở đây thì thông qua đây thì cũng muốn chia sẻ với chúng ta là từ khi mà mình học của thầy Alan Agao đó thì doanh số của team chúng ta, toàn team chúng ta tăng trưởng gấp đôi và có những tháng là lên đến gấp ba. Điều đó là cái kết quả từ việc mà giá trị mà khi thầy Alan Agao dạy cho chúng ta cái của Đại học Triệu Phú. Ok không ạ? Vậy thì đó là chúng ta có được cái link của chương trình rồi. Và chúng ta đăng ký cái Rich People Business ấy, thì chúng ta sẽ được tặng luôn Đại học Triệu Phú và cái Leadership Training. Ok. Rồi chúng ta có những câu hỏi gì nữa thì chúng ta cùng dành một câu hỏi cuối cùng dành cho anh Nguyễn Minh Tâm. Đó, chúng ta có những câu hỏi nào nữa thì chúng ta cùng comment để chúng ta cùng chia sẻ với mọi người. Ok. Và anh muốn hỏi Tâm một chút ấy, là làm thế nào để chúng ta có được cái quảng cáo giá rẻ nhất? Bởi vì anh Tâm là một cái người mà gọi là chuyên gia về quảng cáo và anh đã đào tạo ra rất nhiều cái thế hệ mà chúng ta quảng cáo trên Facebook rất là tuyệt vời và đặc biệt là trong team của chúng ta. Và một phần mà doanh số của team chúng ta lớn thì đó là việc mà anh Tâm đã hướng dẫn cho anh em chúng ta làm về những cái content. Bởi vì tất cả phần lớn là team chúng ta trước khi mà chúng ta vào làm thì chúng ta đều trải qua cái lớp đó là Khởi Nghiệp Pro 4.0 hoặc là Online Business Model hoặc là Rich People Business. Thì cái phần mà đào tạo chúng ta về quảng cáo, về viết nội dung quảng cáo thì đều trải qua đó là bàn tay của anh Tâm. Thì anh Tâm sẽ chia sẻ chúng ta thêm đằng sau những cái đó thì cái điều gì nó làm cho chúng ta quảng cáo hiệu quả. Yeah. Rồi, cảm ơn chị Linh về câu hỏi này. Thì chúng ta hình dung là trong bất cứ một cái kênh nào các chị thì chúng ta hay nghe đến cái việc là content is king, đúng không? Tức là nội dung thì nó là vua. Và cái quan trọng là cái nội dung mà chúng ta làm á thì nó là vua khi nào các chị? Tức là đối với Tâm thì cái việc mà chúng ta làm nội dung các chị thì bởi vì nhiều anh chị là chúng ta chưa hiểu được về cái việc là chúng ta làm nội dung ở từng kênh khác nhau nó như thế nào. Và hôm nay chia sẻ với các chị là những cái kênh khác nhau á thì cái cách làm nội dung nó sẽ khác nhau, nó sẽ phù hợp riêng vào từng cái hành vi của người dùng ở kênh đó. Ví dụ như cá nhân Tâm là một người dùng Facebook, cũng là dùng Google, cũng là dùng Zalo chẳng hạn. Thì đối với Tâm thì nếu mà Tâm dùng về Google các chị thì mình dùng để mình search thông tin. Tức là mình search thông tin là mình tìm kiếm cái gì mà mình muốn. Thì những cái nội dung ở trong đó thì mình mong muốn, mình kỳ vọng là nó phải có những cái yếu tố mà rất là ngắn, tức là không phải là ngắn số tích mà nó phải đầy đủ những cái thông tin. Nó phải đầy đủ thông tin và đầy đủ giá trị và website phải chuyên nghiệp và tất cả mọi thứ. Nhưng cùng là Tâm, khi mà Tâm lướt lên Facebook thì chúng ta có thể thấy được cái hành động nếu mà Tâm lướt Facebook á thì mình sẽ lướt rất là nhanh. Và nếu mà một cái nội dung nào đó mà nó không tạo ấn tượng trong cái đầu của mình thì mình sẽ bỏ qua ngay lập tức. Đúng nhỉ? Vậy thì để mà chiến thắng được ở đây thì chúng ta chủ yếu là quảng cáo về Facebook. Thì Tâm sẽ chia sẻ với các chị là gì? Để mà chúng ta chiến thắng được ở Facebook thì hay là bất cứ một kênh nào thì phải làm content. Vậy thì để mà làm được content Facebook hiệu quả thì chúng ta phải hiểu được đối tượng khách hàng trên Facebook nói họ như thế nào. Và để mà Tâm lấy một cái ví dụ khi mà Tâm lướt Facebook cho các chị. Đối với mình khi mình lướt Facebook các chị thì gần như tất cả những cái thông tin, đây là Phương Anh quen thì mình sẽ ngồi lại mình like một cái. Còn tất cả những người là mình không quen không biết thì mình sẽ bỏ qua ngay lập tức. Đúng không ạ? À đây thấy một dàn cơ sinh cũng quen mình like. Mình thấy những hình nào không quen mình sẽ bỏ qua ngay lập tức, đúng không ạ? Ai không quen hay là không hot mình bỏ qua ngay. Đó, không quen. À với cơ sinh mình like cái chẳng hạn. Ví dụ thế. Thì tức là chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở những cái gì mà nó tạo ra một cái điều dấu ấn nào đó ở trong đầu chúng ta. Thì câu hỏi đầu tiên chúng ta phải tự hỏi được chính bản thân mình là điều gì khiến khách hàng sẽ dừng lại với cái bài quảng cáo của mình. Bởi vì bài quảng cáo của chúng ta nó cũng sẽ xuất hiện ở trên cái trang chủ của khách hàng y chang như thế này. Và nếu mà chúng ta chỉ dừng lại cái việc là chúng ta chụp hình sản phẩm đẹp hay là chúng ta viết bài viết hay á thì nó chắc chắn là nó sẽ chưa thể gọi là tạo cho thành công được. Và riêng với kênh Facebook các chị thì yếu tố đầu tiên để họ dừng lại á thì nó là cái hình ảnh và cái video, đúng không ạ? Vậy thì hình ảnh và video như thế nào? Cái số 1, hình ảnh và video này nó phải có sự liên quan đến những cái gì mà họ quan tâm.
Ví dụ như đối với Tâm là chủ đề Tâm quan tâm là những cái lớp học đông người này, hay là ví dụ girl sinh chẳng hạn. Một girl sinh thì anh Linh cũng quan tâm mà đúng không? Đúng rồi. Nếu không thì thuộc ngoài thuộc top 5% mất, đúng không? Ví dụ như là girl sinh này, hay là những cái chương trình khóa học đông người này đó, hay là những cái gì độc và lạ thì đó là những cái gì mình dừng lại. Còn nếu mà quảng cáo ba cái người như là ca sĩ, diễn viên đối với mình thì mình sẽ không dừng lại, hay là bất cứ một chủ đề gì khác. Thì đối tượng khách hàng chúng ta là trên 30 tuổi, là phụ nữ, thì họ cũng sẽ có cái chủ đề riêng để họ quan tâm như thế. Vậy thì nó phải, thứ nhất phải liên quan đến những gì mà họ quan tâm. Chúng ta không thể dùng Sơn Tùng hay là dùng hình ảnh của Tâm, tự nhiên Tâm đi chụp sản phẩm và đi quảng cáo cho đối tượng ngoài 30 thì sẽ không chị nào xem. Bởi vì mình không nằm, thứ nhất mình không nằm trong yếu tố vị trí thu hút của họ, không liên quan đến họ luôn. Yeah. Vậy thì yếu tố đầu tiên là sự liên quan. Yếu tố số 2 trong hình ảnh video nó nằm ở cái yếu tố về sự thu hút. Vậy thì để mà một cái hình ảnh mà có tính thu hút để cho người ta dừng lại thì nó phải nằm ở yếu tố đầu tiên, nó phải đẹp. Yeah. Tối thiểu phải đẹp đã. Đấy chưa ạ? Cái số 2 là nó phải quen. Thì ở đây thì nếu mà chúng ta quảng cáo sản phẩm này cho đại trà khách hàng thì quen ở đây thì chúng ta bắt buộc phải thuê những cái diễn viên, những người nổi tiếng rồi. Thì cái điều này thì đối với Tâm thì Tâm cũng không chơi, bởi nó tốn chi phí quá. Thì đầu tiên là ít nhất đối với mình là phải đẹp đã. Đẹp, quen, và cái số 3 là độc, độc lạ. Thì đây là những cái tiêu chí để khách hàng sẽ dừng lại với quảng cáo của mình. Và nếu mà nội dung chiếm 80% thì việc khách hàng dừng lại nó chiếm khoảng 60%. Còn 20% còn lại nó nằm ở cái nội dung của bài viết cũng như là nội dung của cái video của mình các chị. Thì đây là cái riêng được cuộc chơi quảng cáo Facebook. Để hiệu quả thì chúng ta phải tập trung đầu tư vào content, và đặc biệt là content về hình ảnh và video liên quan này, đẹp, quen và độc. Và trước đây thì nó lấy một cái ví dụ từ chính anh Linh luôn nhé. Thì vì sao trước đây khi mà chạy kem đánh răng á, chạy anh Linh, hình ảnh của anh Linh chạy rất rẻ luôn. Tất cả quay video của ông nào thì nó chạy không được, nhưng cứ lấy video của anh Linh để chạy kem đánh răng là sẽ bán được. Mọi người biết nó nằm ở tối gì không ạ? Độc trọng. Độc. Độc đúng không? Tức là trong ba yếu tố về đẹp này, quen và độc này, thì cái yếu tố về đẹp có thể cũng được khoảng 8 điểm đúng không? Đúng. Nhưng yếu tố về độc á, là anh Linh có một cái đầu rất bóng và hàm răng rất trắng. Nên là họ lướt qua, họ sẽ tò mò, không biết là ông nào mà đầu bóng bóng mà đầu mà răng trắng thế này, họ sẽ dừng lại. Thế đấy, anh Linh đạt được 2 tiêu chí là đẹp và độc. Và độc. Còn không quen thôi. Đôi khi cũng không chạy quảng cáo nhiều thì sẽ quen. Đúng không nghe? Thì đó là một cái ví dụ về content. Còn sau đó thì chúng ta có thể làm content về bài viết, thì chúng ta đa dạng ý tưởng lên. Chúng ta có thể thu thập những cái câu thơ, những cái gọi là câu hát quen thuộc nào đó mà chúng ta chế lên, hay là những cái viễn cảnh về cảm xúc, vân vân gì đó. Thì trong cái chương trình về đào tạo ở kênh YouTube online thì Tâm sẽ chia sẻ kỹ hơn chúng ta về những cái điều này. Ok không ạ? Thì đó là kinh nghiệm mà chúng ta phải nắm bắt được cái hành vi của khách hàng trên Facebook. Họ là những người cực kỳ bận rộn, họ sẽ không có thời gian để dừng lại trước cái video, cái bài viết của mình nếu không liên quan đến một cái điều gì đó trong đầu của họ. Ừ. Thì đây là cái keyword để chúng ta làm về content trên Facebook hiệu quả. Vậy là về đợt này anh sẽ để một bộ râu quay nón, râu miếc. Sau đó quay thì nó sẽ có được một cái yếu tố đó là độc. Đó. À, ý tưởng rất hay, tuyệt vời quá. Ok. À, bây giờ thì một cái câu hỏi cuối dành cho Tâm, bởi vì bây giờ chúng ta cũng đã hơi trễ rồi. Yeah. Thì em có thể đúc kết cho mọi người một câu, hoặc là một cái câu chuyện, hoặc là một cái câu nói gì đó để cho mọi người vững tin trong con đường phía trước. Yeah. Rõ ràng về cái giấc mơ của chúng ta thì tất cả mọi thứ đều có thể chinh phục được. Yeah. Bởi vì đối với Tâm là gì ạ? Như câu chuyện của Tâm kể là Tâm chỉ rõ ràng trong đầu mình về một cái giấc mơ dành cho gia đình của mình, dành cho chính người mẹ của mình, dành cho một cái ngày mà mình cùng gia đình của mình có mặt ở Vatican các chị. Bởi vì để mà chia sẻ về cái cảm xúc trong giấc mơ này, thì đôi khi nó cũng đến từ cái cảm xúc trong cái việc là cả gia đình mình có mặt ở Vatican đâu các chị. Bởi vì một vài ngày nào đó nó sẽ quên đi. Nhưng cái quan trọng là mình nhớ, nếu mình chỉ cần nghĩ về cái hình ảnh đó thôi, mình bắt tay vào mình làm điên cuồng các chị. Mình nghĩ về cái hình ảnh là ngay ở phòng khách của mình nhá, treo cái tấm hình mà cả gia đình của mình chụp ở Vatican và có thể chụp với Đức Giáo Hoàng, thì đây là cái tấm hình mà nó tạo ra cái cảm xúc của bố mẹ của mình các chị, có thể là cả cuộc đời các chị. Và mình nhìn về cái giá trị đấy để mình tiến lên các chị. Và không quan trọng là giải pháp là gì, không quan trọng là con đường là gì, mà chỉ có một con đường là tiến thôi. Thì đây là những cái điều mà Tâm muốn chia sẻ các chị. Hãy coi cho mình một cái giấc mơ, một cái khát khao đủ lớn về một cái giấc mơ, thì tất cả chúng ta sẽ làm được. Chính xác. Như chúng ta coi đó là cái livestream ở cái ngày đầu tiên á, ngày thứ hai đó,
thì chúng ta có nói về cái việc mà chúng ta cần phải có một cái lý do trong cái cuộc đời này là chúng ta làm cái điều gì. Thì đối với anh Tâm ở đây đó là có một cái giấc mơ, đúng không? Và mỗi người chúng ta khi mà chúng ta làm, chúng ta có những cái mục tiêu, và nếu cái mục tiêu đó mà chúng ta không có một cái lý do đằng sau đó là chúng ta làm cái điều đó vì điều gì đó, thì chúng ta sẽ không có cái yếu tố đó là cảm xúc. Chúng ta không có được cái động lực để mà chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, chúng ta làm. Bởi vì không có một cái thành công nào mà nó đều vượt nó một cách dễ dàng, nó trải đầy hoa hồng mà chúng ta đi qua là đến hết, mà nó đều phải có một cái sự trả giá. Và chúng ta thấy rằng là kể cả anh Tâm thì trong cái thời gian đầu tiên đã phải mất 2 năm, mà 2 năm phải tôi luyện rất nhiều thì sau đó mới có được cái thành quả là có lãi đều đặn, đó là 200 triệu một tháng trở lên. Và thậm chí là trước đó 2 năm là Tâm đã bắt đầu đi tìm kiếm về những cái khóa học đó để phát triển về bản thân mình, để tôi luyện về bản thân mình. Bởi vì cái ngày mà tôi gặp Tâm đó các bạn, là cái đó là tôi đã thấy là Tâm đã có một cái người là có cái thói quen rất là tích cực rồi, đã là một con người rất là quyết tâm rồi, đã rất là cố gắng này. Bởi vì khi mà mình gọi điện á, bởi vì đó là cái mà anh vẫn nhớ lần đầu tiên là khi mà bán con ship đấy, thì anh gọi nó là sáng ngày mai 5 giờ thì Tâm trước 5 giờ đã có mặt tại cái văn phòng, và Tâm ngồi chờ dưới văn phòng đấy để mà lên, và Tâm bắt đầu dẫn đội đi bán. Có là rất nghiêm túc trong cái sự nghiệp của mình, rất nghiêm túc trong cái giấc mơ của mình. Và kể cả khi mà bắt đầu làm việc với kinh doanh với Nuskin ấy, thì Tâm là một con người rất là cam kết từ đầu đến cuối, luôn luôn đó là tham dự 100% về sự kiện và theo sát cùng với tất cả đội nhóm, cùng với tất cả anh em. Và chúng ta làm có là một cái sự cam kết, và đặc biệt đó là Tâm có một cái sự đều đặn mỗi ngày, đều đặn mỗi ngày, đều đặn mỗi ngày. Và tất nhiên lúc thì lên, có lúc thì xuống, nhưng có một điều đó là vẫn tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục tiến về phía trước. Và các bạn biết là bất kỳ một cái gì cũng thế, nó lên là nó phải xuống, nhưng chúng ta lại rút ra những bài học và chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, thì cái đường mày của chúng ta đó là nó đi xéo lên, tức là theo cái thời gian đó là nó đi xéo lên, là đi vẫn là đi lên, nhưng nó có những thời điểm xuống một chút, sau đó chúng ta lên lại, xuống chút rồi chúng ta lên lại. Nhưng mỗi lần lên như vậy thì chúng ta lên càng cao hơn, lên càng xa hơn. Và đó chính là những cái kết quả mà bây giờ chúng ta thấy được ở Tâm. Đó là sau 3 năm. Đó là sau 3 năm thì bây giờ kết quả đó là đã là Blue Diamond rồi, trong đội nhóm cả thành phố Hồ Chí Minh và cả Hà Nội cũng đều rất là mạnh. Và Tâm cũng trước đây các bạn biết là để mà Tâm có thể đứng lên chia sẻ thì đó là một cái sự nỗ lực, một cái sự tập luyện trong một thời gian dài. Sau đó đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là phần lớn trong tất cả chương trình huấn luyện thì đều có gương mặt của Tâm để đứng lên chia sẻ. Và bây giờ thì Tâm chia sẻ rất là hay. Và trong mỗi một cái chương trình mà tôi đứng ra tổ chức đấy, thì một người mà tôi không bao giờ thiếu đó chính là bạn Tâm. Đó. Bởi vì những cái câu chuyện để cho chúng ta thấy từ góc nhìn đó là gì? Một người nội tâm. Một người nội tâm, đúng tên Tâm là nội tâm luôn. Đó, vẫn có thể thành công, vẫn có thể tiến về phía trước, vẫn có thể lead đội nhóm và vẫn có thể lãnh đạo và dẫn dắt đội nhóm để chúng ta đạt được những cái thành tích ở trong đội nhóm, thì không ai mà không thể có thể mà không thành công được. Yes. Đúng không? Rồi, và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết thời gian, và chúng ta cũng gửi lời cảm ơn tới anh Tâm. Và tôi muốn tất cả chúng ta hãy gửi một lời chúc mừng hay là một lời cảm ơn tới anh Nguyễn Minh Tâm, bởi vì buổi tối hôm nay đã dành cái thời gian quý báu đến tại ở văn phòng ở đây luôn để cùng chia sẻ với chúng ta, để cho nó sống động, để cho nó thoải mái và tương tác với chúng ta được nhiều hơn. Và qua đây thì anh cũng gửi lời cảm ơn Tâm đã dành thời gian để mà đến chia sẻ cùng với anh em trong group, đó là hành trình xuất chúng. Thì anh sẽ tặng thay mặt đội nhóm của chúng ta, group của chúng ta, thì tặng em 10 cuốn sách về hành trình xuất chúng. Cảm ơn anh. Đây là món quà nhỏ để gửi lời cảm ơn thôi. Và những cái bài học mà chúng ta ở đây, cái điều mà Tâm sẽ vui nhất đó là khi chúng ta ứng dụng được những bài học mà Tâm chia sẻ trong buổi tối hôm nay vào trong cái công việc, trong cuộc sống, và chúng ta chuyển đổi tất cả những bài học đó bằng những cái kết quả. Và bây giờ thì tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment về những bài học mà chúng ta học được, bài mà chúng ta tâm đắc, một cái điều mà chúng ta tâm đắc được trong buổi tối hôm nay dưới cái đoạn livestream này. Và bây giờ tôi sẽ nhường lời lại cho anh Tâm để chúng ta gửi lời chào tạm biệt với tất cả mọi người. Rồi thì cũng qua một khoảng thời gian hơn một tiếng vừa qua thì cũng cảm ơn tất cả các anh chị em mà đến giờ này là chúng ta còn có mặt ở cái livestream. Và cái thứ hai là Tâm cũng rất là cảm ơn thầy Linh và đã cho Tâm cái cơ hội để ngày hôm nay được để đây để giao lưu và chia sẻ với các anh chị em chúng ta. Và cũng rất là mong muốn là thời gian tới thì nếu mà các anh chị em nào chúng ta đang đồng hành với team của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ có nhiều hơn những cái khoảng thời gian để chúng ta có thể làm việc với nhau và giao lưu với nhau nhiều hơn. Và cũng hy vọng là cũng được học hỏi nhiều hơn từ tất cả các anh chị. Mỗi người chúng ta đều có những cái hay hết.
thì hẹn gặp lại các chị ở những cái live stream tiếp theo. Và Tâm cũng sẽ cùng với anh chị sẽ tiếp tục đồng hành và học hỏi từ những cái live stream của thầy mỗi ngày. Và chắc chắn là những cái điều này nó sẽ là những điều tích cực để nuôi dưỡng sự thành công của chúng ta. Rồi cảm ơn các chị và hẹn gặp lại các chị ở video ngày tiếp theo. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta vào tối ngày mai lúc 22 giờ. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.